chào quý nhà đầu tư. Hôm nay đội ngũ chuyên gia VNREX rất là thực sự và rất là vui được tiếp tục đồng hành với các quý anh chị trong cái chương trình Đi Inside. Chương trình này là chương trình hàng tháng các chuyên gia VNREX sẽ thảo luận các cái chiến lược về đầu tư cũng như là gợi ý các cái ý tưởng cơ hội cho tháng tới, quý tới và năm tới để giúp các anh chị có thể chủ động trên cái hành trình mà chúng ta quản lý được cái đầu tư và tài sản của mình. Thì trước khi đi vào nội dung được chi tiết thì cho phép tôi là tin hot cái lô kia bên kia anh chưa gặp được, chưa gặp nha các chuyên gia analyst của chúng ta ngày hôm nay. Ok, phải báo lại chứ. Chứ mà đang gặp xong các em báo em không mua ai ba. Chị Hiền là giám đốc research của VNREX và anh Hoàng Anh Tuấn là trưởng phòng của trung tâm tư vấn đầu tư của VNREX. Đây là ba chuyên gia có rất nhiều kinh nghiệm, và nếu mà anh chị có theo dõi kỹ các cái kỳ Inside mà chúng tôi đã chia sẻ với các anh chị ở những kỳ trước, cái đây là một tháng đúng không? Thì nếu mà chúng ta đối chiếu lại những cái ý tưởng, những cơ hội mà ba chuyên gia này đã chia sẻ với chúng ta, thì cho đến giờ thì nếu mà các anh chị đã gặp phải các cơ hội đó thì mình cũng đã có những cái thành quả ban đầu rất là tốt rồi. Xin chúc mừng các anh chị. Hôm nay cũng là một phiên chắc là mọi người đã rất là vui rồi đó. Đã. Thì cái chủ đề của tháng này các anh em lấy là chọn mạch gửi ba. Đây là một cái thời điểm mà có khá nhiều cái câu chuyện mới, ví dụ như điển hình là một cái gói hỗ trợ kinh tế sau Covid với cái giá trị rất là lớn, đúng không? Thì chúng ta cũng sẽ soi chiếu xem được là cái tác động của nó như nào đến các tuyến vĩ mô cũng như là cái ý tưởng đầu tư ra sao, cũng như là câu chuyện là mọi người cũng lo ngại là bơm tiền trong tương lai thì lạm phát nó như nào, liệu nó có rủi ro hay không thì không. Đó sẽ là những cái câu chuyện chính mà chúng ta sẽ thảo luận trong ngày hôm nay. Thì đầu tiên trong cái phần đầu thì tôi cũng sẽ lược qua một số cái số liệu update về cái bức tranh lớn kinh tế vĩ mô cũng như là thị trường chứng khoán Việt Nam như nào. Sau đó chúng ta sẽ dừng lại một chút thảo luận về vĩ mô cũng như là thị trường. Sau đó thì chúng ta sẽ đến cái phần hai, phần rất là quan trọng là cơ hội đầu tư của tháng 11 cũng như là các tháng cuối năm và tầm nhìn 2020 như nào. Mỗi phần này sẽ khoảng 30 phút chúng ta sẽ giao lưu xen kẽ, và chúng tôi cũng sẽ dành khoảng độ 20 đến 30 phút cuối cùng để giao lưu với các nhà đầu tư. Thì trong quá trình các chuyên gia thảo luận ở trên này thì quý nhà đầu tư cứ đặt câu hỏi ha, qua cái hệ thống Zoom thì tôi sẽ điều phối và nhận các câu hỏi đó để giao lưu luôn với các chuyên gia luôn. Đầu tiên là tôi vào phần xong rồi mình tính là 5 năm sau mình xây nhà ấy, mình coi là một khoản mình tôi xin lược qua một chút các cái số liệu như là có thì tổng hợp đó, số liệu của 10 tháng đầu năm 2021 thì số sản xuất công nghiệp hoặc là sản xuất công nghiệp rất hay, 3,3%. Tôi sẽ đi rất nhanh cái số liệu này thôi. Số liệu thứ hai về vĩ mô là tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng đầu năm là đầu vốn đầu tư nguồn từ ngân sách nhà nước so với cùng kỳ là trong 10 tháng là cũng bị giảm. Cái điều này nó cũng hàm chứa rất là nhiều cái thảo luận của các chuyên gia tí nữa cho cái tháng những tháng cuối năm, những cái hoạt động mà đầu tư công sẽ như này. Một cái điểm sáng của nền kinh tế mà chúng ta có thể thấy được ở đây là cái chỉ số lạm phát ở mức kiểm soát rất là thấp. Có thể nói là năm nay là một trong những năm mà chỉ số lạm phát của người là thấp nhất trong rất nhiều năm trở lại đây. Lạm phát bình quân 10 năm chỉ có tăng 1,81% so với cùng kỳ. Cái số liệu thứ hai mà chúng ta cũng cần lưu tâm đó là vấn đề về điều trị COVID. Thì cái số liệu cho thấy là khi mà chúng ta tăng cái mức độ tiêm chủng lên thì số nhiễm theo ngày nó cũng giảm rất nhiều rồi. Thì là gần đây là nghe thấy hay nhất nghe phân tích so với điểm điểm nó cũng thấp hơn rất nhiều. Sao lấy hồng đẹp kiến trúc đây cũng tăng ngang. Thêm một cái nữa là một loạt các cái nghị quyết, các cái thông tư trong suốt từ đầu năm đến giờ được đưa ra để hỗ trợ nền kinh tế. Tuy nhiên có một cái gói gần đây nhất đó là đang được thảo luận và nhiều khả năng là sẽ được thông qua với một cái quy mô rất là lớn lên đến 800 nghìn tỷ. Thì cái này chúng ta tí nữa sẽ zoom in và thảo luận lại thêm. Một số cái biến số vĩ mô cũng còn quan tâm nữa là lãi suất điều hành, thì chúng ta thấy là cái xu hướng vẫn giảm dần và ở mức có thể nói là rất rất là thấp hiện nay.
giải ngân đầu tư công thì so với kế hoạch là 9 tháng đầu năm chỉ mới có được 47,4% thôi. Rồi, ok, đó là tôi chỉ điểm rất là nhanh các cái thông tin vĩ mô của 10 tháng đầu năm, bức tranh là như vậy. Thế thì cho phép tôi được hỏi ba chuyên gia của chúng ta, thì hiện giờ đứng ở cái thời điểm này mà nhìn tiếp cho những tháng cuối năm và tầm nhìn 2022 cũng như là nhiều năm tới, thì các chuyên gia có thể highlight cho các nhà đầu tư thấy là có những cái điểm quan trọng gì về vĩ mô và các nhà đầu tư cần nhìn và tập trung theo dõi để trong quá trình ra quyết định đầu tư của mình. Cái câu hỏi này xin mời chị Hiền, giám đốc research của VN. Cảm ơn anh Quang. Thì, nhìn từ đây đến cuối năm thì có một số cái chỉ số mà nhà đầu tư nên quan tâm và lưu ý. Thứ nhất là cái chỉ số PMI, điều này nó thể hiện cái việc, cái chỉ số này nó thể hiện việc là cái tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp có quay trở lại được cái mức là trước đại dịch hay là không. Và cái điều này nó khá là quan trọng bởi vì cái chỉ số PMI này nó sẽ phản ánh vào cái kết quả lợi nhuận của các doanh nghiệp vào quý 1 cũng như là quý 2 năm sau. Cái con số thứ hai nữa là số cái con số xuất khẩu. Bởi vì như mọi người đã biết là chúng ta đang gặp cái khó khăn về cái việc là đứt gãy cái chuỗi cung ứng, đứt gãy cả nguyên vật liệu đầu vào cũng như là cái đầu ra của sản phẩm. Do đó là chúng ta cần phải theo dõi thì là cái chỉ số tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam nó có đáp ứng được, tức là chúng ta có tranh thủ thời điểm này chúng ta có đáp ứng được cái nhu cầu của thế giới hay là không, hay là chúng ta lại đi sau các nước xuất khẩu khác. Thì cái chỉ số này khá là quan trọng. Nếu như là chúng ta tiếp tục tăng trưởng về mặt xuất khẩu từ đây về cái cuối năm thì cái rõ ràng là cái balance sheet của Việt Nam mình sẽ cải thiện rất là nhiều tại thời điểm cuối năm 2021. Và cái con số thứ ba mà nhà đầu tư cần lưu ý đó là cái số lạm phát. Bởi vì hiện nay thì chúng ta cái mức lạm phát của chúng ta rất là thấp, nhưng mà cái nguy cơ mà lạm phát thì nó rất là hiện hữu. Và chừng nào mà lạm phát có xu hướng tăng lên thì lúc đấy chúng ta cần phải rất là thận trọng trong việc là đưa ra những cái quyết định đầu tư. Rồi, như vậy là có chị Hiền highlight là có ba cái chỉ số quan trọng mà nhà đầu tư cần lưu ý, nhất là PMI, thứ hai là xung quanh vấn đề về xuất khẩu của Việt Nam, và thứ ba là vấn đề lạm phát. Ok, còn anh Hoàng và anh Tuấn thì có bổ sung gì thêm không? Ngoài ba cái điểm quan trọng về vĩ mô chị Hiền vừa highlight lên thì còn những điểm gì mà ở giai đoạn này chúng ta cần lưu ý để theo dõi? Về những cái biến số vĩ mô thì rõ ràng là chúng ta có thể thấy là vấn đề dịch bệnh là vẫn tồn tại và không thể giải quyết ngày 1, ngày 2 được. Nên là nền kinh tế chúng ta và toàn cầu nói chung là đang thích nghi với cả cái môi trường sống mới này. Và trong cái bối cảnh đấy thì nếu như mà gác lại cái vấn đề dịch bệnh và vấn đề vaccine đang được tiêm chủng mở rộng khá là đầy đủ với tốc độ hiện tại thì những cái vấn đề còn lại thì theo tôi đánh giá là không quá đáng lo ngại. Và trong cái số lần trước mà chúng ta ngồi đây nói chuyện với nhau ấy, thì chúng ta cũng nói về việc là nền kinh tế ok, có sự khó khăn, kinh tế thật. Nhưng mà chính phủ các nước và đặc biệt là Việt Nam thì cũng có những gói kích cầu vĩ mô rất là quan trọng, rất là tốt, có thể sẽ tạo một cái đà tăng trưởng GDP sắp tới trong 3 năm tới. Sẽ là điểm tựa vững chắc cho nền kinh tế Việt Nam. Tôi cảm thấy là mặc dù là vấn đề dịch bệnh cũng còn nhiều vấn đề để phải làm, nhưng mà với cách hành xử và những cái chính sách hỗ trợ của chính phủ là khá là yên tâm. Mẹ. Như vậy là anh Hoàng là bổ sung thêm là diễn biến của dịch bệnh. Cái vấn đề dịch bệnh ở trong nước thì có vẻ như là chúng ta đang kiểm soát khá tốt rồi. Nhưng mà có một cái điểm mà nó link với cái câu chuyện hồi nãy mà chị Hiền vừa highlight lên là vấn đề về xuất khẩu ấy. Đúng không? Thế thì dường như là nó có một câu chuyện như này, tức là lúc mà thế giới khá là phức tạp và Việt Nam mình khá là yên. Đúng không? Đến lúc mà thế giới yên, mở cửa ngon mình xuất khẩu được thì Việt Nam là có vấn đề. Bây giờ mình mở cửa lại thì dường như là một số quốc gia châu Âu là
cái diễn biến dịch bệnh nó lại đang khá phức tạp, cho nên mặc dù là có tiêm vaccine rồi nhưng vẫn cứ số nhiễm vẫn rất là nhiều, thì cho nên là cái vấn đề mà anh Hoàng vừa highlight lên tôi nghĩ là cũng khá là quan trọng mà chúng ta cần theo dõi, thì biết đâu là trong cái dự tính toán của chúng ta nó tăng trưởng GDP năm tới chẳng hạn từ xuất khẩu, nhưng mà rất có thể là nếu mà thế giới nó có vấn đề thì nó lại ảnh hưởng đến cái số đó. Thì không biết là chị Hiền và anh Tuấn có bình luận gì thêm ở cái điểm này không? Thực ra là em muốn xin comment một chút về cái ý trước đã. Ok. Thì thứ nhất đó là hai cái biến mà Tuấn muốn lưu ý trong thời gian tới thì nó thiên về tính kỹ thuật, tức là một cái thiên về tính kỹ thuật hơn và một cái thiên về tính kinh tế hơn. Thì cái biến thứ nhất thiên về tính kỹ thuật thì chúng ta có thể xem xét đến cái việc mà Fed có thể cái kỳ họp Fed diễn ra trong đầu tháng 11 này. Và thông thường thì cái kỳ họp đấy nó sẽ có tác động tâm lý nhất định đến cái hoạt động đầu tư của các nhà đầu tư toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Thì cái này tôi nghĩ rằng là thiên về tâm lý thôi. Và nếu như mà thực ra thì nó chỉ là một cái cớ để thị trường nó bứt phá thôi. Tức là ví dụ nếu chẳng may là Fed thực hiện tăng lãi suất hoặc là giảm chương trình mua, thì thị trường có thể nhún một chút và sau đó nó có cơ hội để lên. Và thậm chí nếu như mà nó giữ được nguyên ấy, thì tự nhiên là cũng có cớ để lên, tức là nó cần một cái điểm gọi là điểm trigger ấy. Thì đấy là một điểm trigger mà muốn chia sẻ với quý vị. Điểm thứ hai mà tôi muốn nói đến đó là cái nền kinh tế thực này. Thì do cái việc mà chúng ta biết rằng là cái cước vận tải tàu biển ấy, nó tăng rất là nhiều, tăng khoảng 10 lần, 8 đến 10 lần trong vòng khoảng hơn một năm qua. Cái nguyên nhân chính của cái việc giá cước tăng ấy, nó đến từ hai nguyên nhân. Một đó là từ việc các hãng hàng không cắt giảm, hành khách bị cắt giảm, thành ra là một lượng hàng lớn di chuyển đi cùng với các hãng hàng không đó cũng bị giảm đi, và khiến cho cái luồng hàng hóa đang chạy qua hàng không thì bây giờ họ phải đi qua đường tàu biển. Đó là một. Thứ hai nữa là các hãng tàu biển thì do khó khăn Covid nên thành ra là có, hình như là Tuấn nhớ là khoảng 20% hay 30% các hãng tàu biển bị lâm một cảnh khó khăn và không hoạt động tiếp được. Thì đó, hai lý do đấy thì khiến cho giá cảng cước container tăng lên rất là mạnh trong thời gian qua. Tuy vậy, thời điểm hiện tại đang thay đổi lại rồi. Một đó là sự mở rộng của các hãng tàu biển quay trở lại. Và thứ hai đó là các hãng hàng không thì cũng bắt đầu bay trở lại, tức là hàng không hành khách. Và điểm thứ ba chúng ta cần lưu ý đó là các hãng hàng không thuần về vận chuyển hàng hóa thì cũng bắt đầu phát triển trở lại rồi. Nên dựa trên lý do đấy thì Tuấn tin rằng là nhiều khả năng cước vận tải hàng hóa trong thời gian tới, tức là trong khoảng 2 tháng, 3 tháng tới, nó sẽ bắt đầu ổn định trở lại. Thì theo đó thì cái câu chuyện vĩ mô về xuất khẩu chúng ta sẽ cần phải theo dõi kỹ hơn. Đó, thì đó là sẽ tạo ra những cơ hội đầu tư mới. Ok, như vậy là Tuấn có bổ sung thêm một chút là theo dõi cái cước vận tải biển như nào, nó sẽ ổn định trong thời gian tới. Ok, phần đó thì tí nữa lúc mà thảo luận qua cái phần cơ hội thì chúng ta sẽ trao đổi kỹ hơn. Bây giờ như đã nói là trong cái kỳ lần này chúng ta sẽ tức là mỗi một tháng ta sẽ chọn một cái topic gì đó key của vĩ mô ha, mà tác động rộng lớn đến cái góc nhìn đầu tư, đúng không? Thế thì tôi nghĩ có lẽ là các quý nhà đầu tư đều đang rất là quan tâm đến cái gói hỗ trợ 800.000 tỷ. Ta nghe một cái con số nó là như vậy. Thế thì để tôi được phép cho tôi được highlight lên cái một vài cái số liệu của nó một chút nhé. Theo dõi đây ạ. Đây là có bên của FIDT, người ta có một cái tổng hợp lại bằng mind map cũng khá là dễ hiểu, thì mình xin phép được tham khảo cái này để chia sẻ với các quý nhà đầu tư luôn. Thì trong cái chương trình hỗ trợ kinh tế mà hậu Covid ấy, thì nó tổng con số lên đến 800.000 tỷ, nhưng mà tuy nhiên thì không phải tất cả con số đó đều là tiền có dòng tiền giải ngân ra, đúng không? Mà đã chia làm 4 lĩnh vực, chúng ta có thể nhìn trên này, gồm có đầu tư công này, phục hồi doanh nghiệp này, an sinh xã hội việc làm này, và mở cửa nền kinh tế ổn định. Thế thì cái phần mà tôi có đóng khung highlight cái màu đỏ trên này này, trên cùng này, là cái mà có lẽ là các quý nhà đầu tư quan tâm nhiều nhất, tức là cái quy mô mà đầu tư công lên đến 220.000 tỷ đồng, đúng không ạ? Và trong này cũng có ghi ra là kế hoạch là cuối 2021 và nửa đầu 2022 là sẽ ở giai đoạn là chuẩn bị giải phóng mặt bằng đền bù,
và bắt đầu từ nửa cuối 2022 đến 2023 là sẽ tập trung thực hiện dự án. Rồi, thế mà khi mà nghe đến cái con số ban đầu thì mọi người có vẻ nghe khá là sốc, bởi vì nếu mà 800.000 tỷ là 40, nó sẽ tương đương đến 40 tỷ. Mà như thế thì nó phải hơn 10% GDP của Việt Nam mình, sắp xỉ tầm như vậy. Đấy, thì mọi người cũng lo ngại về vấn đề là liệu nó có ảnh hưởng đến rằng nợ công của Việt Nam hay không. Rồi một loạt các câu hỏi đặt ra, ha, ngân sách từ đâu ra, rồi liệu có gây ra lạm phát hay không, đó là một số vấn đề mà các nhà đầu tư đều đang đặt rất nhiều câu hỏi đây. Đấy, thế thì mình cũng có một vài cái thống kê ở đây. Đây này. Tức là nếu mà chúng ta xem cái mức hiện tại, cái quy mô gói kích cầu trên GDP ấy, tưởng là lớn, nhưng mà nếu mà so với các cái nước trên thế giới, ví dụ như là Mỹ, Nhật Bản, Thái Lan, này, Malaysia và Trung Quốc, thì cái quy mô gói kích cầu của Việt Nam mình hiện tại trên GDP đang thấp hơn tất cả các nước như vậy, nó còn rất thấp. Đấy, thế thì ok, một vài cái số liệu đây thì chúng ta dần dần ta sẽ thảo luận thêm một cái chuyện như này. Bây giờ mình sẽ quay lại mình hỏi câu chuyện là các chuyên gia panel của chúng ta bình luận như nào về cái gói kích cầu này trên phương diện là cơ hội, thách thức, rủi ro vân vân các loại luôn. Dần dần các nhà đầu tư nếu mà đặt câu hỏi là ta sẽ cùng thảo luận cái topic highlight của cái đề tài lần này ha. Trước là cái này xin mời chị Huyền một vài cái bình luận ban đầu. Đầu tiên là cái quy mô của cái gói kích thích kinh tế của chúng ta hiện nay, tức là đã thực hiện trong năm 2021 thì đâu đó nó khoảng mới chỉ 10 tỷ đô, tức là vào khoảng là 2,8% GDP. Thì nếu mà so với lại cái con số của hai nước mà gần chúng ta nhất là Malaysia thì năm nay họ đã chi gần là 5%, Thái Lan thì khoảng là 11%, và đến như năm sau thì họ có khả năng họ tiếp tục có chi nữa. Như thế có nghĩa là nếu bây giờ chúng ta thêm 800.000 tỷ thì cái con số dạng lúc nãy mới chúng ta tính sơ sơ là nó chỉ cũng rơi vào là khoảng 10%, đúng không? Thì chúng ta vẫn còn cái quy mô chúng ta vẫn tương đối là hợp lý so với lại các nước trong khu vực. Giờ cũng khó có thể so với lại các nền kinh tế phát triển, nhưng mà so với hai bạn cùng bên cạnh thì chúng ta cái quy mô chúng ta đâu đó cũng tương đối là hợp lý. Tuy nhiên có một điều mà chúng ta nên lưu ý là lần này cái gói kích thích sẽ không có thiên về chính sách tiền tệ, tức là bởi vì chính sách tiền tệ của chúng ta đang không có nhiều dư địa để mà thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nữa. Bởi vì thứ nhất là lãi suất của điều hành của Việt Nam đang ở mức thấp, lãi suất liên ngân hàng thì ở mức 0%. Thứ hai nữa là nợ xấu của chúng ta đang có xu hướng tăng. Và thứ ba là trong cái bối cảnh mà hầu hết là các ngân hàng trung ương các nước đều đang có cái động thái là thắt chặt về cái chính sách tiền tệ, thì chúng ta cũng không dùng lúc đấy cái biện pháp mà nới lỏng tiền tệ nó không có hiệu quả nữa. Mà lần này thì hầu hết là cái gói hỗ trợ kinh tế sẽ thiên về chính sách tài khoá, trong đó dẫn đầu có thể là đầu tư công cũng sẽ là một cái điểm nhấn khá là tích cực. Về những cái điểm khác mà như anh Quang có đề cập đến, như là việc là chúng ta sẽ tăng cái thu từ đâu hay là trần nợ công như thế nào, thì cũng có những một thông tin gần đây là Bộ Tài chính cũng đề xuất là cái việc mà áp trần nợ công nó sẽ theo từng năm, có thể là chẳng hạn như trong những cái giai đoạn mà chúng ta cần nới lỏng, chúng ta cần kích thích thì nó cái mức trần nó tăng lên, và sau đấy khi mà kinh tế nó lại về quay về cái đà phát triển, nó quay về mức bình thường thì chúng ta lại hạ xuống. Đấy là một trong những cái đề xuất của Bộ Tài chính. Và bên cạnh đấy thì Bộ Tài chính cũng đang đưa ra những cái việc là chúng ta tăng thu từ những cái khoản mà trước đây, những cái lĩnh vực kinh tế mà trước đây chúng ta vẫn đang bỏ qua, chẳng hạn như là thương mại điện tử này, hay là công nghệ này, thì đấy là những cái mảng mà có lẽ là trong giai đoạn tới sẽ là cũng là điểm nhắm của về việc là thu để mà hỗ trợ cho cái sự phát triển của kinh tế. Anh Hoàng và anh Tuấn có bổ sung gì thêm cái view của mình về cái gói kích thích kinh tế rất là lớn này như thế nào? Tôi phát có ý kiến là về cái vấn đề hỗ trợ chính sách tài khoá là sẽ là vấn đề mới. Cứ nghe thấy hỗ trợ và kích thích là mình cảm thấy là dễ chịu rồi, đúng không?
Thì nhưng mà trước trước khi nói về cái gói hỗ trợ tài khoá của chính phủ thì mình có thể nhìn thấy là chính sách tiền tệ, tức là nới lỏng tiền tệ và giảm lãi suất, là các bạn có thể thấy được đây là một hiện tượng rất là phổ biến trên toàn cầu ở tất cả những quốc gia từ nước phát triển cho nước đang phát triển, và trong đấy có cả Việt Nam của chúng ta. Thì cái giai đoạn đấy vừa rồi đã đang diễn ra rồi và vẫn đang diễn ra tiếp, nhưng mà hiện tại là chúng ta lại có thêm một cái gói kích thích nữa, đấy là kích thích về tài khoá hay còn gọi là đầu tư công. Thì nghe to tát thì thôi, nhưng về bản chất nó là xây dựng đường xá, nhà xưởng, cầu cảng để cho việc lưu thông hàng hóa và dòng chảy của xã hội nó trở nên mạch lạc hơn và tăng cái hiệu suất của nền kinh tế. Thì cái gói hiện tại của chúng ta thì theo tôi đánh giá là rất là kịp thời, và quy mô hiện tại với cái bối cảnh Việt Nam là đang cái tỷ lệ nợ trên nợ công nhé, nợ công trên GDP là khá là khiêm tốn, hiện tại là trần đang là khoảng bao nhiêu, 55%. Thì cũng là một cái con số nó rất là khiêm tốn so với cả các nước, đặc biệt những phát triển. Những cái nước mà nếu mà các quý vị có thể nhìn vào những nước phát triển như là Nhật Bản hay là Mỹ chẳng hạn, thì cái tỷ lệ này nó cao lắm. Và đặc biệt là gần đây, câu chuyện gần đây là Mỹ đã phải họp để đưa ra là nới trần nợ công, đúng không? Tôi nhớ là tuần trước hay tuần trước nữa thôi, nghe rất là gần thôi. Thì Việt Nam chúng ta là có cái dư địa là tỷ lệ nợ công là đang rất thấp, nó phản ánh là cái lãi suất của trái phiếu chính phủ là đang ở cái mức của Việt Nam là bằng cái lãi suất trái phiếu chính phủ của Mỹ, nó chỉ hơn một tí xíu, nhưng mà cái đấy nó cho thấy là cái dư địa để chính phủ Việt Nam chúng ta có thể giải ngân tiếp tục đẩy mạnh vay nợ là rất lớn để có thể hỗ trợ nền kinh tế. Cái mặt khác nữa để chúng ta cảm thấy là yên tâm đó là cái tỷ giá của Việt Nam đồng. Việt Nam đồng chúng ta 10 năm trước chúng ta cảm giác là cứ phải giữ đô la, đúng không? Nhưng mà 10 năm trở đây giữ Việt Nam đồng thì cảm giác là lợi hơn rất là nhiều, và thậm chí là 2 năm trở đây tỷ giá nó còn từ 23.300 mà nó tụt về bây giờ còn 22.700 gì đấy. 24, có lúc đến 24. Cao điểm là 24, bây giờ khoảng tầm 22.000, 23.000. Theo dõi rất chính xác là lên 24, bây giờ là dưới 23 đúng không? Tầm 23. Đó, thì nó cho thấy là cái sức cầu về cái đồng Việt Nam của chúng ta là rất là lớn, của nhà đầu tư quốc tế. Đấy là những cái nguồn vốn về FDI, đấy, những nguồn vốn mà của nước ngoài người ta muốn tham gia vào nền kinh tế Việt Nam, người ta mua đồng Việt Nam. Cái sức cầu của họ rất là lớn, nó dẫn đến là cái đồng Việt Nam chúng ta là được trả giá cao hơn. Đó, tức là khi các bạn cảm thấy là nước ngoài còn đang muốn vào Việt Nam và chính phủ chúng ta lại đang ở trên một cái pha là kích thích kinh tế thông qua chính sách tài khoá, thì chúng ta có thể thấy là có rất nhiều lực đẩy cho nền kinh tế Việt Nam trước mắt để có thể có một cái gia tốc tăng trưởng tốt trong thời gian tới. Rồi, như vậy là từ cái chia sẻ của chị Hiền và anh Hoàng, ta thấy được một cái điểm là tức là cái bối cảnh như này ở giai đoạn này thì cái dư địa về chính sách tiền tệ là nó ít hơn, nhưng mà tài khoá thì vẫn còn dồi dào, khá là dồi dào, khá là nhiều, và nguồn là cũng ok để xử lý được. Tuy nhiên thì cũng phải nhắc lại một chút ấy, là cái GDP của Việt Nam mình là mình cũng có tác động về mặt kỹ thuật nhé, tức là tính lại GDP theo cái cách mới, là ví dụ như vì là ý là cái kinh tế mà trước đây không được thống kê vô cái số liệu GDP trước đây của mình nó khá là nhiều ấy, đúng không? Thì chính phủ cũng có một cái technique đó, nhưng mà hình như là như con số đó sau khi tính lại là nó tăng lên khoảng đâu đó khoảng 30% gì đó, thì cái điểm này thì các chuyên gia cũng lưu ý cái này một chút ha. Ở đây liên quan đến cái đề tài này có một khách hàng có hỏi một câu là tôi thấy đầu tư công kế hoạch năm nay cũng chỉ như năm ngoái, vậy tại sao lại là động lực cho thời gian tới? Các chuyên gia có... Ngay cả năm ngoái mình cũng không có giải ngân hết được theo kế hoạch đâu. Cho nên năm nay, tại thời điểm hiện nay, cái kế hoạch của mình mới chỉ có... Mình mới giải ngân được 50% thôi. Nghĩa là cái dư địa nó vẫn còn nhiều để mà mình đẩy mạnh về phía cuối năm. Và thêm một cái điểm nữa là mình cũng suy nghĩ là bởi vì chúng ta mất nửa năm là thực hiện bầu cử này, rồi tức là nửa năm đầu, 6 tháng đầu năm là chúng ta có bầu cử này, hoàn thiện bộ máy chính quyền này, thêm 3 tháng nữa là giãn cách này, cho nên là cái việc của chúng ta giãn ngân 50%
theo kế hoạch ấy, là tương đối là tốt hơn so với năm ngoái. Và chúng ta vẫn còn có dư địa, tức là từ phần giải ngân cũ của năm trước chưa giải ngân hết và đến phần năm nay nữa, tức là nó vẫn còn rất là nhiều. Tôi có ý kiến này, tức là trả lời câu hỏi của anh ấy. Rồi. Là nó có một lý do như chị Hiền nói thì ok rồi, nhưng mình có một lý do nữa, đó là cái đợt này, năm nay này, thì bên Thủ tướng có rất nhiều cái công văn chỉ đạo rằng là nếu anh chị, tức là nếu địa phương hay bộ ban ngành mà không giải ngân hết được vốn đầu tư công thì cái vốn đấy được kết chuyển và chuyển sang cho bộ phận khác giải ngân. Điều đó có nghĩa rằng gần như là ép so với cả cái nếu như với năm trước nhé, thì nếu không giải ngân đầu tư công thì không sao, vẫn được giữ lại cho các anh chị dùng năm sau. Nhưng mà năm nay rất là khác, nếu như anh chị không dùng hết thì tôi sẽ chuyển nó sang cho bộ phận khác. Thì cái này tạo đâu đó tạo ra cái áp lực khiến cho các bộ ban ngành buộc phải giải ngân mạnh hơn. Đó thì đấy là cái điểm khác của năm nay so với năm ngoái. Thành ra là nhiều khả năng là cái việc giải ngân đầu tư công sẽ được đẩy rất là mạnh trong thời gian tới. Như vậy thì đứng ở góc độ, mặc dù anh Quang chưa nói đầu tư nhé, nhưng mà Tuấn cũng luôn luôn để anh chị có thể tư duy luôn. Okay. Đó là chúng ta, khi chúng ta nhìn ở góc độ đầu tư công ở Việt Nam nhé, thì chúng ta cũng cần phải nhìn ở góc độ là đầu tư công trên toàn thế giới nó diễn ra rồi. Và do đó thì nếu những doanh nghiệp nào vừa được hưởng lợi tại Việt Nam và lại vừa được hưởng lợi trên trường quốc tế thì đó là những cái lợi thế rất là tốt cho doanh nghiệp đấy. Đó thì chúng ta sẽ cùng theo dõi trong phần sau. Ok, cảm ơn cái phần highlight của anh Tuấn ha. Tức là tư duy đầu tư nó rất là rõ ràng. Và cũng cần chú ý các nhà đầu tư là ở đây anh Hoàng là giám đốc đầu tư, chị Hiền là giám đốc research, theo dõi khá nhiều về macro, nhưng mà cũng là người trước đây theo dõi các cái ngành rất là cụ thể, ví dụ banking vân vân các loại đó. Thì ý là như vậy ha. Thì xung quanh cái câu chuyện này thì mình cũng có mấy cái điểm này mà cũng muốn highlight một tí cùng với các anh chị một chút nha. Nó có một cái điểm như này, mà có một cái số liệu mà mình cũng muốn sâu lên cho các nhà đầu tư theo dõi luôn một chút này, là vì á là cái quý ba của mình là mình âm rất là lớn đúng không ạ? Đấy, mà bây giờ cái quý bốn mà để cho mình có thể tăng trưởng được là một cái thách thức rất lớn, bởi vì là cái base của quý bốn năm ngoái nó rất là cao đúng không ạ? Thì đó cũng là một lý do tại sao mà hồi nãy giờ ba chuyên gia đều đồng thuận với nhau á, là cái nỗ lực kiểu giải ngân của nhà nước của mình đó. Chúng ta thấy không, tại sao mà Thủ tướng cũng lên tiếng nói và rất nhiều cái gọi là vì đại diện lãnh đạo của nhà nước có một quyết tâm là có lý do vậy, nếu không là quý bốn này có khi mình lại chưa chắc mình đã có cái tăng trưởng tiếp đâu đúng không ạ? Chúng ta thấy cái điều đó luôn. Thì đây cái số liệu bên WeChat họ có một cái thống kê là lúc mà chúng ta mở cửa lại nền kinh tế thì bắt đầu là cái giải ngân đầu tư công trong tháng 10 đã tăng trưởng trở lại rồi, tăng khoảng 18.6%. Nhưng mà khi mà mình nhìn kỹ vô một chút về các cái địa phương ấy, thì những cái khu vực mà bị ảnh hưởng với Covid rất là nặng, như là ví dụ như là thành phố Hồ Chí Minh này, hay là Bình Dương này, đó, hay là Đồng Nai, thì đều có cái tỷ lệ giải ngân trong năm rất thấp, đều là dưới 50% hết. Đó thì rõ ràng ta sẽ thấy được cái implication, tức là ở đây là những tháng cuối năm mà giải ngân mạnh nhất nó sẽ rơi vào cái khu vực ở phía Nam, đúng không ạ? Thì cái này cũng là một cái lưu ý mà tí nữa qua cái phần mà trao đổi về cái cơ hội đầu tư đó, thì chúng ta sẽ cùng thảo luận thêm cái vấn đề này thêm sau ha. Bổ sung thêm một vài thông tin cho các anh chị một chút. Ok, để mình ấy thêm có một số câu hỏi của các nhà đầu tư hỏi kỹ thêm cái phần này, mình cũng xin giao lưu thêm này. Anh chị cho em hỏi về quy mô gói 800.000 tỷ này đã có công bố chính thức chưa? Nếu đã có thì cụ thể sẽ giải ngân vào dự án nào và là bao nhiêu ạ? Cái này chưa có. Rồi chính thức là chưa có đâu. Nhưng mà tuy nhiên thì cái này nó cũng nằm trong cái thực ra là về chính thức thì mình sẽ chưa có, nhưng mà cái một số cái mà mình đã có thông tin trước đấy rồi và cũng nằm trong kế hoạch rồi, thì có thể tính đến là 11 dự án thành phần của cao tốc Bắc Nam. Yeah. Là thứ nhất. Thứ hai nữa là dự án sân bay Long Thành. Ba là một số dự án về ngành năng lượng như là nhiệt điện hay là kho cảng mà
chủ yếu là về mảng năng lượng. Đấy là những cái dự án mà thuộc là cái kế hoạch cũ. Còn về những cái mới thì mình chưa có chi tiết, nhưng mà em nghĩ là cũng sẽ quay quanh những cái đại dự án như thế này thôi. Ok, chúng ta xem được có một số câu hỏi có liên quan đến cái đề tài này nhé. Mình sẽ cùng giải quyết một chút trước khi chúng ta wrap up lại và chúng ta qua cái phần về thị trường chứng khoán với các câu hỏi. Thực ra về cái câu hỏi của bạn là chi tiết về cái đầu tư công như thế nào ấy. Thì nếu như mà chúng ta, tức là bản thân tôi gần đây cũng chăm xem thời sự hơn, thì trong cái tuần vừa rồi và đặc biệt là ngày hôm qua thì là họp Quốc hội là có đưa ra cái vấn đề là tiến độ để giải ngân đầu tư vào sân bay Long Thành đang bị chậm, và có đưa ra một cái kế hoạch là phải đúng tiến độ trong đến 2025 là phải hoàn thành. Thì đấy là cái bản tin thời sự buổi trưa hôm qua mà tôi có theo dõi. Thì đấy cộng với cả cái gói về cao tốc Bắc Nam như chị Hiền vừa mới nói sẽ là hai cái phần mà sẽ được giải ngân đầu tư công lớn nhất trong từ nay đến 2025. Và quy mô cái gói như chúng ta ở phần đầu chương trình chúng ta có nói là khoảng 10 tỷ đô la đúng không? Đó thì nó sẽ giải ngân đều đặn 200.000 là gần 220.000. 220.000 dự kiến là gần 10 tỷ đô la. Sẽ vào những cái cơ sở hạ tầng như vậy thì sẽ có rất nhiều những cái công việc sắp tới để hoàn thành, mặc dù chúng ta hiện tại là đang trễ so với cả deadline. Ok, ở đây có một số câu hỏi như này. Nếu xảy ra lạm phát thì lạm phát sẽ ảnh hưởng như thế nào đến bất động sản và cổ phiếu bất động sản? Thì về vấn đề lạm phát này anh Tuấn. Nếu như mà lạm phát thì thực ra là để trả lời câu hỏi chính xác rằng là lạm phát ảnh hưởng như nào thì có thể nhưng mà từ từ trước khi trả lời ý này mình hỏi là vấn đề lạm phát nó có phải là một cái rủi ro không đã, và nó có chắc chắn xảy ra không đã, trước khi chúng ta nói đến câu chuyện là ý tưởng như nào từ lạm phát nha, thì cũng cần phải thảo luận cái này một chút đúng không? Nếu không thì đúng rồi, chúng ta vô tình là chúng ta giả định là sẽ có lạm phát đúng không? Cái này cũng cần phải hỏi lại với nhau chứ đúng không? Thực tế là lạm phát là có và chẳng qua là đang ở cái mức vừa phải, ví dụ như là những nước đang phát triển thì kỳ vọng cái mốc khoảng 2%, những nước như Việt Nam thì kỳ vọng là khoảng dưới 5%, thì là những cái mức lạm phát rất là tốt để kích thích cho cái tăng trưởng tiêu dùng, phát triển nền kinh tế. Nhưng mà cái rủi ro ở đây là lạm phát có xảy ra và xảy ra quá cao dẫn đến là không thể kiểm soát được. Thì nhưng mà quay lại vấn đề là dịch bệnh thì nó làm cho gián đoạn nguồn cung là một, nhưng mà nó cũng làm cho nền kinh tế là có cái vòng quay chậm lại một chút, và cái kinh tế internet, kinh tế ảo nó sẽ tăng lên. Thì nhờ vào đó cộng với cả việc là năng lực sản xuất của xã hội nhìn chung để đáp ứng khá là tốt trong nếu mà tính đơn vị là một vài năm thì là không lo lắng về vấn đề nguồn cung, nên là tôi đánh giá là cái lạm phát là nếu có xảy ra trong ngắn hạn là có tăng quá 5% như ở Việt Nam hoặc là thế giới và như Mỹ được rồi cũng lên hơn 5%, thì nhưng mà chỉ là vấn đề trong ngắn hạn liên quan đến giá đoạn nguồn cung của dịch bệnh thôi, chứ còn khi mà tổ chức lại những công tác sản xuất và vận tải lưu bãi nó hiệu quả hơn thì vấn đề lạm phát sẽ không được. Ok, như vậy là cái view của anh Hoàng là vấn đề lạm phát chỉ là tạm thời thôi đúng không? Bây giờ chúng ta thử nhìn lại một chút cái tổng số mà rổ tính CPI của Việt Nam mới được update ấy, của năm nay này. Thông thường là cứ sau 5 năm thì họ lại tính toán lại một chút cái tổng số của nó nha. Mọi người có thể nhìn trên cái màn hình slide này này. Thì trong cái rổ mà tính chỉ số CPI thì có 3 cái nhóm mặt hàng mà ảnh hưởng lớn nhất. Đó là hàng ăn và dịch vụ ăn uống là chiếm đến 33,56%. Thứ hai là nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng là 18,8%. Và giao thông là 9,67%. Đây là top 3 cái mà ảnh hưởng lớn nhất. À, thì nếu mà muốn hỏi về câu chuyện là liệu vấn đề này nó có ảnh hưởng lạm phát hay không, chúng ta phải phân tích những cái này đúng không? Thì không biết là chị Hiền có bình luận gì thêm về các cái driver này ảnh hưởng lạm phát như nào không ạ? Thực ra thì là về cái xu hướng mà lạm phát tăng thì nó rất là rõ, và chúng ta không thể phủ nhận là năm sau thì lạm phát sẽ tăng hơn
cao hơn trên cái dựa trên cái nền thấp của năm nay. Rồi. Thì nó sẽ tôi nghĩ là nó sẽ bị driver với ba yếu tố. Thứ nhất là xu hướng tăng của giá cả hàng hóa mà chúng ta nhìn thấy nó rất là rõ khi mà giá dầu, giá thậm chí giá gạo, giá phân bón trên thế giới có xu hướng là tăng. Và đặc biệt là gần sáng nay thì có một thông tin là chính phủ sẽ thay đổi các cái ra cái nghị định thay đổi về cách tính giá cơ sở của xăng dầu, thì làm cho cái giá xăng dầu của Việt Nam nó sẽ link với giá của thế giới nhiều hơn. Tức là ví dụ như ngày trước là chúng ta khoảng tầm 15 ngày thay đổi 10 lần, thì có khi đâu đó với cái cách tính mới thì cái việc tăng giá xăng dầu trong nước nó sẽ nhanh hơn theo cùng với lại giá của thế giới. Đấy là cũng là một trong những yếu tố mà sẽ làm cho lạm phát tăng. Yếu tố thứ hai nữa là năm 2021 là chúng ta được hưởng lợi từ cái giá thực phẩm thấp, khi mà giá thịt lợn là một trong những cái trọng số, giá thịt lợn và gia cầm là một trong những trọng số lớn trong cái rổ CPI mà chúng ta đang năm nay thì khá là thấp. Tuy nhiên đang có dấu hiệu là giá thịt lợn, giá thịt gia cầm đang có xu hướng tăng, khi mà chúng ta nhìn thấy là giá con giống này và giá thức ăn chăn nuôi đang có xu hướng nhích lên. Thì giá những cái mặt hàng thực phẩm này đâu đó cũng sẽ có xu hướng là nhích lên khi mà cái cầu của chúng ta phục hồi, chúng ta đi lại ăn chơi nhiều hơn, tiệc tùng đình đám nhiều hơn, thì cái nhu cầu này nó sẽ tăng lên. Và cái thứ ba là cái việc mà chính phủ sẽ phải điều chỉnh lại một số cái dịch vụ đầu tư công. Chúng ta có điện, nước, dịch vụ y tế, học phí, trường học. Mà năm ngoái thì năm 2021 thì cái thành phần này là giảm, chúng ta được hưởng cái giảm tiền điện, giảm tiền nước này, tiền cước điện thoại nữa. Thì sang năm liệu là chúng ta có được hưởng cái dịch vụ thấp này nữa hay là không? Thì cái rổ CPI của Việt Nam mình nó có một cái đặc điểm là chúng ta có cái thành phần khá là lớn liên quan đến giá dịch vụ công, và cái này là chúng ta nhà nước hoàn toàn có thể control được. Thì đến như anh Hoàng nói, như thì khi mà chẳng hạn như trong một cái khoảng thời gian ngắn mà CPI nó có xu hướng tăng, thì rõ ràng là cái việc là chính phủ dừng tăng giá điện hay là tăng giá các dịch vụ công thì nó sẽ có tác dụng làm kìm hãm cái đà CPI về mặt con số thực tế. À, nhưng mà cái phần ở hiện hữu là vẫn tăng ấy. Cái phần real là nó vẫn là tăng. Tăng nhưng mà tăng ở mức độ như nào? Ví dụ như là hiện có con số dự báo cho năm sau là phát sẽ ở mức bao nhiêu để các nhà tôi có thể hình dung được là nó tăng ở mức độ nào đó. Dựa trên mà cái giả định của là sang năm là chúng ta sẽ tăng giá điện, thì lạm phát ở đâu đó sẽ trên mức 3%. Từ 3 cho đến 3.5%. Rồi, anh Tuấn thì có bình luận gì? Như ý kiến của chị Hiền thôi, thì chúng ta biết rằng là giá thịt heo mặc dù là chiếm tỷ trọng rất lớn trong cái việc chúng ta cầm 500.000 ra ngoài mua hàng, đúng không ạ? Nhưng mà tính trong rổ CPI nó chiếm rất là thấp, nó khoảng đâu đó 2-4% thôi, rất là thấp. Kể cả xăng dầu cũng thế, chỉ có xăng dầu, sắt thép, xi măng chung cả đống đấy lại cũng chỉ có 4%. Nên thành ra là như chị Hiền nói rất là đúng, tức là Việt Nam mình có thể control được bởi vì nó có cái mệnh lệnh hành chính, thiên về mệnh lệnh hành chính. Thì trong trường hợp thế thì cái việc dự đoán CPI thực ra nó thiên theo ý chí rồi, thành ra là chúng ta không nên tham gia cái đấy quá nhiều. Mà chúng ta nên nhìn ở góc độ này, tức là nó nhìn ở góc độ chính sách nhà nước sẽ quan trọng hơn. Và thứ hai là chúng ta nhìn là nếu như lạm phát nó có thể là mệnh lệnh hành chính, nhưng mà cái mà real ngoài đời thực ấy nó chính là cái lãi suất. Nếu như mà lãi suất mà tăng thì có thể đâu đó rằng là chúng ta cần phải để ý kỹ. Nhưng tuy vậy thì khi mà chúng ta nhìn rằng là lãi suất mà tăng hoặc là giảm, thì hiện tại thì lãi suất bắt đầu nhích lên rồi nhá. Ở trên thị trường mà chúng ta nhìn thấy với nhau thì nó vẫn đang mức thấp, nhưng mà góc độ mà những khách hàng ưu tiên ấy, thì nó bắt đầu nhích lên một chút rồi. Thì trong trường hợp nhích lên thế thì đương nhiên là những người nào mà gửi tiền nhiều thì sẽ được hưởng lợi thôi. Tức là nếu quay lại câu hỏi về bất động sản thì quan trọng nhất là công ty nào mà ít nợ, tức là công ty nào nợ nhiều thì nó sẽ bị ảnh hưởng bởi lạm phát, còn công ty nào mà ít nợ hoặc là nhiều tiền mặt thì đôi khi lại được hưởng lợi. Ok. Nhưng mà có một cái đặc điểm nhé, là thực ra là Việt Nam mình ý, khi mà lạm phát xảy ra thường hay mua nhà. Đúng không? Đây đúng rồi. Mình hay mua nhà mà. Tức là đây tức là vì ý của nhà đầu tư hỏi thì cái lạm phát nó ảnh hưởng như nào đến giá của bất động sản.
và cái cổ phiếu bất động sản như này. Thì ở đây cũng có rất nhiều nhà tư là cũng hỏi khá nhiều về cái nhóm cổ phiếu bất động sản nha. Thế thì cái phần này không biết là các chuyên gia có muốn trả lời luôn không? Hay là để qua cái phần phía sau lúc mà nói đến cơ hội thì ta nói. Tôi nghĩ là trả lời luôn đi vì rồi nhân tiện cái câu hỏi này của một của quý nhà đầu tư có nickname là Mai Anh nhé. Và ngoài ra thì có thêm một nhà đầu tư có nickname là Khánh Quốc cũng hỏi là cho mình hỏi dòng bất động sản khu công nghiệp có sớm kết thúc không? Nhân tiện anh cái đề tài nó cũng hơi nóng thật. Liên đến câu chuyện này thì thôi hỏi luôn các chuyên gia luôn. Đúng không? Chúng ta cứ đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư là được ha. Nó không quan trọng lắm cái trình độ như nào. Ok, chắc là xin mời anh Hoàng. Về cái giá cả bất động sản thì nhìn chung là tăng giá là điều mà mọi người khá dễ chấp nhận và đang diễn ra khá phổ biến ở thời điểm hiện tại. Thì bản thân trong cái bối cảnh là mặc dù nền kinh tế của chúng ta và các nước trên thế giới là đều tốc độ cái vòng quay tiền và vòng quay hàng hóa là chậm lại, thế nhưng mà do chính sách tiền tệ bơm rất nhiều tiền của những ngân hàng trung ương toàn cầu, mà điển hình là 5 ngân hàng trung ương lớn nhất, mà trong đấy là Fed, ECB, Nhật Bản, Anh, Thụy Sĩ và có thể kể đến cả Trung Quốc nữa là 6, sẽ là bơm tiền rất là mạnh mẽ trong suốt 13 năm vừa rồi. Thì cái việc bơm tiền ấy nó dẫn đến là tất cả những kênh tài sản đều tăng giá. Và bất động sản là một trong những cái tài sản rất là quan trọng và cũng không nằm ngoài cái nhịp tăng đó. Thì khi mà tiền lưu thông tăng lên thì cái giá hàng hóa tăng lên là đương nhiên, và chỉ cần trong thời gian tới các ngân hàng trung ương toàn cầu không tiến hành những cái biện pháp thắt chặt mà lại là vấn đề liên quan đến lạm phát ấy. Tức là nếu như mà lạm phát ở cái mức có thể kiểm soát được và không bị diễn ra quá cao, hoặc như chị Hiền nói là dự báo chỉ khoảng 3% thì sẽ là một điều cực kỳ tốt để cái việc kích cầu bằng chính sách tiền tệ vẫn tiếp tục được duy trì. Và như thế là giá cả hàng hóa cũng như là giá bất động sản là gần như không thể kỳ vọng xuống được. Tôi có thể nói là như thế. Giá đất một khi đã lên là không thể xuống được. Và không biết là có suy ngược ra được cổ phiếu là nếu mà lên thì không thể xuống nữa không thì cũng hy vọng là điều đấy là đúng. Nhưng mà với bất động sản thì đã lên là rất khó để xuống, chỉ có là mất thanh khoản thôi. Nhưng mà việc tăng giá đấy, thường là bất động sản hay cái chu kỳ tăng giá nó diễn ra là tăng 1 năm nhưng mà để bù cho 3 năm, tức là các anh chị và các bạn để ý là ví dụ khu đất thường 2 năm 3 năm không có giao dịch. Nhưng mà bỗng một ngày tăng đến 30% hoặc là 50%. À đúng rồi, cái kiểu phát sinh thì cảm thấy nó tăng rất là mạnh, nhưng bản chất nó là 1 năm tăng là bù cho từ 3 đến 4 năm. Đấy thì có những cái giai đoạn tăng gấp rưỡi. Cái logic đó mình có thể suy ra tương tự cho cổ phiếu bất động sản rất nhiều. Những cổ phiếu mà lâu rồi không tăng ấy, một ngày đẹp trời. Không chỉ cổ phiếu bất động sản đâu mà là cả cổ phiếu về năng lượng nữa các bạn. Ví dụ như tôi nhớ là những cái số lần trước là anh Tuấn anh nói rất nhiều về cổ phiếu năng lượng, thì tôi cũng nghiên cứu những cái đấy và những cái nhận thấy là cổ phiếu năng lượng diễn biến khá giống với cả bất động sản thực tế, tức là nhiều khi là tích lũy khoảng 2 năm 3 năm là tăng 1 năm thôi. Đấy, điển hình là ví dụ như cách đây 1 năm chúng ta nói nhiều về cổ phiếu RE hay là Phả Lại hay là Nhiệt Điện Quảng Ninh Hải Phòng vân vân. Thì trên thị trường chứng khoán cũng như vậy, có những cổ phiếu mà nhà đầu tư ngắn hạn có thể lãng quên, nhưng bản chất mỗi ngày các doanh nghiệp đều tạo ra tiền thì đều tăng trưởng. Đúng rồi, đây là lý do mà tại sao mà tức là có một cái thống kê nhé, tức là nếu mà cổ phiếu mà mình nắm giữ ấy, nhưng mà mình cứ cố gắng timing đến cái ngày đó mình vào ấy, thì bất chợt nó tăng lên rất nhanh mà mình không kịp vào, coi như mình miss luôn toàn bộ cái đó luôn. Bây giờ chúng ta tập trung hơn một chút nhé, tập trung hơn một chút này. Khách hàng đang hỏi là sống của bất động sản và cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp là có sớm kết thúc không? Đã là câu hỏi nãy giờ thì chắc là xin hỏi cái view của chị Hiền để cho nhóm này nó cũng đang là vấn đề tôi đang rất quan tâm. Thực ra thì theo như anh Hoàng và chúng ta cũng trao đổi lúc nãy thì nghĩa là cái tài sản của chúng ta tăng lên, đúng không? Thì ngành bất động sản thì
rất là khó để kết thúc, đúng không? Cái sóng của bất động sản khó kết thúc khi mà cái giá trị của những cái lô đất hay là giá trị của những cái dự án mà doanh nghiệp bất động sản đang sở hữu thì nó sẽ tăng lên theo thời gian. Tuy nhiên là đến một lúc khi mà cổ phiếu nó tăng đến một thời điểm thì họ sẽ bắt đầu phân hóa, chứ không phải cứ thế mà tăng mãi. Bắt đầu dòng tiền sẽ phân hóa vào những cổ phiếu mà những cái doanh nghiệp mà thực sự là có track record về mặt triển khai dự án, tức là không phải có những doanh nghiệp là người ta chỉ giữ đất không bao giờ triển khai dự án, thì đất càng tăng thì cái định giá tăng, nhưng mà nhìn thì tốt, nhưng mà thật ra là doanh nghiệp đấy không mang lại lợi ích cho cổ đông. Thì đến một lúc mà dòng tiền phân hóa thì những doanh nghiệp nào mà họ thể biến đất thành lợi nhuận thì lúc đấy cổ đông mới được hưởng lợi. Thì đấy mà là những cái doanh nghiệp mà chúng ta cần chú ý. Còn riêng về cái nhóm mà bất động sản khu công nghiệp thì nó lại hơi khác một chút. Bất động sản khu công nghiệp thì những năm nay chúng ta được kéo bởi cái làn sóng FDI rất là tốt. Và thứ hai nữa là cái môi trường của Việt Nam với cái chi phí là nhân công rẻ, giá điện thấp và những cái chính sách về thuế nó cũng tương đối là ưu đãi so với lại các nước trong khu vực, thì bất động sản khu công nghiệp vẫn còn tiếp tục có dư địa tăng trưởng. Và tất nhiên là cái tăng trưởng này nó sẽ bền vững trong tương lai, chứ không phải là sóng này kết thúc thì lại thôi. Mà có thể là khi mà kết thúc thì lại dòng tiền lại lập nên một cái chu kỳ mới, chứ không phải là dừng rồi thôi. Rồi, như vậy là ý kiến của hai chuyên gia là cũng khá là tương đồng với nhau, tức là cho rằng là cái sóng này vẫn còn, tức là nó ý là nó sustain hơn, nó khá bền, đúng không ạ? Một khi mà tài sản vẫn còn tăng giá. Nhưng mà chị Hiền thì cũng có highlight thêm một chút để chúng ta lưu ý là không phải là mình cứ đánh đồng tất cả, mà còn phân biệt là nhóm doanh nghiệp bất động sản nào có khả năng thực hiện dự án được, đúng không? Chuyển hóa nó thành những cái sản phẩm triển khai tốt, đúng không? Thì nó sẽ đến cái đoạn phân hóa cái đó quan trọng hơn, nhà đầu tư cần quan tâm. Còn thứ hai là bất động sản khu công nghiệp thì nó lại phụ thuộc vào cái driver là FDI, thì nó vẫn còn câu chuyện khá là dài như này. Anh Tuấn thì có bổ sung gì thêm không? Vâng, thì trong cái trường hợp chúng ta nhìn lại là Tuấn vẫn luôn nói rằng là điều gì làm cổ phiếu giảm, đấy là điều quan trọng. Thì chúng ta nhìn lại là ví dụ như sóng bất động sản bây giờ tương tự với sóng banh, sóng của ngân hàng giai đoạn hai quý đầu năm, thì sau hai quý khi mà đến quý 2 đỉnh lợi nhuận của ngành ngân hàng, thì sau đó ngành ngân hàng bắt đầu rất là phân hóa và đa phần là đi ngang. Một số cổ phiếu yếu thì bắt đầu đi giảm xuống. Thì tương tự như thế thì cái việc ngành bất động sản là bất động sản nhà ở trước đi, thì thông thường là họ sẽ bàn giao lợi nhuận, bàn giao dự án rất nhiều vào trong quý 3 và quý 4, đặc biệt là quý 4. Thì do đó thì về cơ bản là cái câu chuyện nó vẫn còn tiếp tục, có thể tiếp tục, nhưng mà nó sẽ đương nhiên là vẫn phân hóa theo doanh nghiệp nào có câu chuyện quý 4, còn doanh nghiệp nào không có thì chúng ta sẽ phải bỏ qua. Trong trường hợp về bất động sản khu công nghiệp thì quan trọng nhất là doanh nghiệp nào có quỹ đất sạch sẵn sàng cho thuê, đấy là điều quan trọng. Vì thực ra là bất động sản công nghiệp có rất nhiều, nhưng mà không phải doanh nghiệp nào có bất động sản sẵn sàng cho thuê đâu, bởi vì khi họ cho thuê hết rồi thì họ lại phải xin một cái mảnh đất mới và họ phải tiếp tục được chính phủ cho phép, tức là ký đến thủ tướng thôi. Bây giờ vừa ra cái nghị định mới là dưới 220 thì đến chủ tịch tỉnh, nhưng mà trên 220 là vẫn liên quan thủ tướng nên thời gian cấp phép rất là lâu. Chính vì điều đó nên thành ra là quan trọng nhất là vẫn phải doanh nghiệp nào có cái quỹ đất nó sẵn sàng sạch và sẵn sàng cho thuê. Và ngoài ra thì đấy là trong ngắn hạn, còn trong dài hạn thì đương nhiên chúng ta sẽ tìm những doanh nghiệp nào có quỹ đất rất là lớn. Đó, thì đấy là hai câu chuyện. Rồi, anh Tuấn có highlight thêm cái đặc điểm để chúng ta nhìn kỹ vào thêm trong các doanh nghiệp, chứ không phải là mình đã tập trung ha. Ok, bây giờ còn khá nhiều các câu hỏi của quý nhà đầu tư liên quan đến phần vĩ mô, nhưng mà tuy nhiên thì chúng ta sẽ tạm wrap up cái phần vĩ mô ở đây để chúng ta chuyển sang cái phần thị trường chứng khoán và các cái ý tưởng cụ thể ha. Tí nữa lúc mà đến phần Q&A thì mình có thể quay lại tiếp tục mình giải đáp tiếp ha, mặc dù hàng nhà đầu tư đặt rất nhiều câu hỏi ở đây luôn ha, thì các quý vị cứ kiên nhẫn đợi các chuyên gia một tí ha. Và là chúng ta đã bắt lại về câu chuyện vĩ mô thì ở cái thời điểm này thì vấn đề về cái gói kích thích kinh tế mặc dù là vẫn đang trình Quốc hội và chưa thông qua, nhưng mà ý kiến của các chuyên gia với cái tình hình hiện tại như này, đúng không, thì khả năng là cái chuyện mà đẩy mạnh cái đầu tư công là điều đương nhiên mà phải làm rồi. Chúng ta cũng không cần quan trọng lắm là cái chuyện số như thế nào hay là thời điểm nào nữa, mà cái quyết tâm là nó là điều gần như là chắc chắn luôn, đúng không ạ? Đó là điều quan trọng.
bây giờ cái điều quan trọng hơn là ta phân tích cái tác động như nào thôi, đúng không ạ? Liên quan đến vấn đề lạm phát thì các chuyên gia thì ý kiến của anh Hoàng thì cho rằng là lạm phát nó chỉ là vấn đề về tạm thời trong cái gọi là cái gap giữa cung và cầu thôi, đúng không ạ? Sau đó nếu mà nó giải quyết được thì cũng ok, thì bạn nó khá là giống với thế giới. Còn chị Hiền thì phân tích kỹ hơn vào các cái tổng số trong CPI thì chứng minh rằng là năm sau sức ép lạm phát nó sẽ cao hơn trong một cái nền thấp của năm nay. Chị cho rằng là dự báo là cũng trên 3%, nhưng mà trên cái mốc đó nhưng mà có cái chặn dưới không Hiền? Tức là có thể là surprise xảy ra, positive surprise ấy, chẳng hạn như là ta tiếp tục được hưởng tiền điện thấp và chẳng hạn như không có những cái bất ổn, việc chẳng không cái đột biến như là không có cái dịch bệnh xảy ra thì cái giá thịt lợn, giá thực phẩm nó vẫn duy trì cái mức thấp như thế này. Thì đấy là gọi là tích cực. Ok, tức là dự báo như vậy base case, nhưng mà vẫn có thể có một cái trường hợp nó xảy ra là nếu mà các cái giá đó nó không tăng thì nó sẽ ok ha. Rồi. Liên quan đến vấn đề về câu hỏi là liệu cái lạm phát đó thì nó tác động đến bất động sản như nào cũng như là giá của cổ phiếu bất động sản đó. Thì các chuyên gia cho rằng là với cái tình hình như này cũng như trong bối cảnh chung toàn thế giới thì giá tài sản nó vẫn sẽ tiếp tục nó tăng hơn, thì có nghĩa là cái sóng này nó vẫn còn kéo dài. Điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải nhìn kỹ vô là nhóm nào, đúng không ạ, chứ không phải là mình cứ đánh đồng chung toàn bộ nhóm. Đó là cái ra bắp chung trong cái phần vĩ mô của phần đầu, đúng không ạ? Rồi, còn một số cái câu hỏi đây thì chúng ta sẽ giải quyết thêm sau nha. Chúng ta sẽ sang một tí sang cái phần thứ hai là về thị trường chứng khoán đi. Đúng không? Chúng ta coi thử lại là có câu chuyện gì đến cái thời điểm này, cũng như là mặt bằng định giá ra sao, cơ hội cũng như rủi ro trong thời gian tới như nào. Và thì đây là một cái các quý nhà đầu tư có thể tham khảo cái báo cáo chiến lược tháng 11 nha, mà trung tâm phân tích vừa mới ra hôm thứ sáu tuần trước thôi nhỉ. Đó. Thì trong này mình cũng lấy lại cái chart là các cái diễn biến từ đầu năm đến giờ ấy. Người ta thấy là do chúng ta bị vấn đề về Covid tác động trong làn sóng thứ tư rất là lớn nên thị trường cũng đi ngang và tích lũy suốt tính ra là đầu tháng 7 nha, 7, 8, 9, 10 là 4 tháng đúng không ạ, cả toàn bộ quý 3 luôn đúng không ạ. Nhưng mà sau đó thì chỉ có một số phiên cuối tháng 10 thôi, nhưng mà rốt cuộc lại mang cho VN-Index là tăng khá là mạnh đúng không ạ, trong một tháng thôi. Và các cái ngành nghề có liên quan đây mình thống kê lại đây ha. Rồi ok, có một con số nữa có liên quan tác động trực tiếp đến các doanh nghiệp niêm yết, đó là sau khi mọi người nhìn con số công bố GP quý 3 giảm rất mạnh đúng không ạ, thì mọi người cũng lo là kết quả lợi nhuận của các doanh nghiệp chắc nó cũng rất là thê thảm. Nhưng rốt cuộc cuối cùng thì đây xin được cập nhật cho các quý anh chị luôn là tăng trưởng lợi nhuận quý 3 của toàn thị trường đến cái thời điểm mà chúng tôi tổng kết được cuối tuần trước nha, nó lên tăng trưởng đến 21,5%. Đấy, và trong đó thì nhóm của doanh nghiệp HOSE và VN30 là tăng khá là tích cực ha. Còn cái nhóm mà doanh nghiệp vừa và nhỏ thì nó lại tệ hơn rất nhiều. Như vậy có thể thấy là chúng ta cũng phải nhìn kỹ vào là cái GDP chung đó, nhưng mà cụ thể là của nhóm nào cơ, chứ còn các cái doanh nghiệp hàng đầu mà ưu tú trên thị trường chứng khoán thì gần như họ là không bị ảnh hưởng mấy, đúng không ạ? Chúng ta có thể thấy qua số liệu của Techcombank, của Hợp Pháp nó đều rất là mạnh ha. À. Ok ạ. Rồi bây giờ về cái mặt bằng định giá PE thì so với mức đỉnh hồi cuối tháng 6 á, thì chúng ta đang có mức PE thấp hơn khoảng độ 12%. Và nếu mà ta so với cái tiềm năng của các cái thị trường trong khu vực á, thì Việt Nam mình với một cái dự báo là tăng trưởng mạnh hơn nhưng mà định giá lại mức thấp hơn khá là nhiều. Đó, tôi tổng hợp lại số liệu từ báo cáo này thôi để anh chị lưu ý này. Ngoài ra trên thị trường chứng khoán thì trong giai đoạn vừa rồi cũng có một cái số liệu mà chúng ta cũng cần cập nhật với nhau, đó là khối ngoại họ đã bán ròng khoảng hơn 10.000 tỷ trong tháng 10, số liệu cập nhật đến ngày 26 tháng 10 đó. Và tính ra trong 10 tháng đầu năm 2021 thì tổng bán ròng là hơn 50.000 tỷ. Nhưng mà tuy nhiên thì những phiên gần đây khi mà thị trường vượt lên 1.400 ấy, thì dường như là khối ngoại lại quay lại mua ròng. Cái chỗ này thì chút nữa mình cũng bình luận thêm cho các nhà đầu tư nha. Rồi, thêm một cái driver khá là quan trọng là cái số lượng tài khoản cá nhân mở mới thì nó vẫn là một cái chiều hướng đi lên rất là mạnh mẽ và không hề có một cái dấu hiệu gì là mọi người sợ là bị thoái lui dòng tiền gì đó vân vân, nhưng mà số liệu cho thấy là nhà đầu tư vẫn rất là hào hứng với thị trường. Thêm một cái nữa mà chúng ta cần nhìn thêm bức tranh xa hơn một chút nha. Nếu không nhà tư, tôi cũng nhìn ở đây là rất nhiều nhà tư là đang quan tâm hỏi là liệu có bị rớt mạnh trong quý 4 hay không, vân vân các loại ha. Thì chúng ta cũng nhìn dài hơn một chút đi ạ. Dài hơn là về mặt chu kỳ kinh tế.
thì anh chị có thể nhìn trên cái chart này, tôi thống kê từ Fidelity, thì những nền kinh tế như là Trung Quốc hay Mỹ thì người ta xử lý được vấn đề của vaccine rất sớm, nên là người ta đã mua rất là nhanh. Nhưng Việt Nam mình đó là mình bị ở cái giai đoạn gần như là bị contraction luôn, tức là tăng trưởng âm, và mình từ đấy đi lên. Thì nếu mà theo một cái logic rất là thông thường thì từ đấy mà hồi phục đi lên thì rõ ràng là kênh cổ phiếu còn là một kênh rất là hấp dẫn để đầu tư ha. Tôi cũng thường xuyên theo dõi các cái chỉ báo rủi ro để mình liệu đặt ra câu hỏi là liệu thị trường có đỉnh không, có rủi ro gì với nhà đầu tư hay không. Một loạt các cái chỉ báo ở trên này, đúng không? Ví dụ như là định giá cổ phiếu thị trường Việt Nam quá cao hay không này, dòng tiền nước ngoài có rút ra ồ ạt hay không này, rồi có rút khỏi nhóm emerging market như nào này, có nguy cơ là thị trường chứng khoán thế giới tạo đỉnh dài hạn hay không này, các ngân hàng trung ương có đảo ngược chính sách hay không, vân vân. Thì tôi cũng đưa các cái chỉ số này vô để các và analyst chúng ta có thể theo dõi và bình luận với các nhà đầu tư ha. Ok, rồi thì bây giờ đó là tôi điểm lại một số cái thông số về thị trường chứng khoán Việt Nam ở thời điểm này để chúng ta nhìn. Bây giờ có hai câu hỏi dành cho các analyst của chúng ta. Một là anh chị đứng ở thời điểm này, anh chị nhìn thấy được các chuyên gia thấy được cái triển vọng thị trường chứng khoán 2 tháng cuối năm 2021 và tầm nhìn 2022 nó sẽ như thế nào, và cái yếu tố gì nó sẽ trigger cái upside, tức là tốt hơn so với cái base case, và cái gì nó sẽ là cái rủi ro nó khiến nhà bị đào sai. Về cái vấn đề này thì tôi xin phép có ý kiến trước. Thứ nhất là có rủi ro hay không nhé. Trả lời câu hai trước đi. Upside hay downside thì là vấn đề rủi ro và kỳ vọng lợi nhuận. Cái vấn đề rủi ro thì luôn luôn tồn tại, và bản thân chúng ta, không phải chúng ta mỗi chúng ta ngồi đây nói về rủi ro đâu, mà nếu mà nhìn vào cách giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài thì là họ sợ cái rủi ro này từ rất lâu rồi. Và bản thân họ đã biến cái nỗi sợ rủi ro đấy bằng hành động bán ròng. Và xuyên suốt cả năm 2021 họ đã bán ròng bao nhiêu, khoảng bao nhiêu nhỉ? Đấy, số liệu thống kê này. Cuối tháng 10 là rất nhiều, con số rất nhiều. Mấy chục nghìn tỷ. Số ra lớn hơn 50.000 tỷ. 50.000 tỷ. Tháng 10. Thì 50.000 tỷ là đơn giản là vì họ sợ rủi ro. Và đấy là điều hoàn toàn đúng. Bởi vì trong bất kỳ kênh đầu tư nào mà các anh chị mà không lường trước vấn đề rủi ro thì chắc chắn là rủi ro sẽ diễn ra. Nhưng khi mà tất cả mọi người cùng có một cái chút gì đấy nhận định về có một cái rủi ro đâu đấy, ví dụ tham gia giao thông thôi, thì lúc nào cũng có rủi ro. Nhưng mọi người đều ý thức và thì việc tham gia giao thông lại không hề diễn ra rủi ro đó. Tương tự như thế khi mà chúng ta đầu tư trên thị trường chứng khoán, tất cả chúng ta đều nghĩ về rủi ro thì nó sẽ vẫn là điều tích cực và nó sẽ tạo nên cái upside. Thì khi mà chúng ta ưu ai về downside thì cái upside nó sẽ diễn ra. Vì bản thân nước ngoài bán dòng rất nhiều bởi vì họ lo lắng là kinh tế Việt Nam thuộc khu vực Đông Nam Á, thuộc vùng trũng về y tế, nếu dịch bệnh xảy ra bị vỡ về Covid, không đủ bệnh viện cho mọi người chẳng hạn thế, hoặc là kinh tế đóng cửa quá lâu thì họ đã tiến hành bán. Nhưng vấn đề ngược lại là cái xuất phát điểm của thị trường chứng khoán Việt Nam chúng ta mặc dù là 21 năm, nhưng mà cái kênh tài sản của ngân hàng bất động sản lại đang lấn át với kênh tài sản của chứng khoán. Nên là anh Quang quay lại cái biểu đồ về tài khoản mở mới theo tháng thì nó cho thấy một cái định hình lại cái kênh đầu tư mới của người Việt, và cái quá trình đấy nó phù hợp với cả cái quá trình nhà đầu tư nước ngoài bán ròng bởi vì họ sợ rủi ro, nhưng mà bản thân người Việt Nam chúng ta lại đang thiếu kênh đầu tư bởi vì Covid dẫn đến là cái xu hướng và nhu cầu đầu tư chứng khoán là tăng cao hơn. Và điều quan trọng hơn đấy là trên thị trường chứng khoán là có những cái hàng hóa, những cái công ty là có cái năng lực sản xuất kinh doanh hàng đầu, chứ không phải là ví dụ ngân hàng là các anh chị sẽ thấy là các ngân hàng là sẽ cho vay toàn bộ nền kinh tế, bao gồm cả những cái doanh nghiệp tốt và doanh nghiệp vẫn còn làm ăn manh mún. Nhưng mà trên thị trường chứng khoán gần như các anh chị chỉ gặp những cái doanh nghiệp làm ăn bài bản rất là nghiêm túc, đúng không ạ? Chúng ta nói về việc phân hóa về kết quả kinh doanh, ví dụ như Hòa Phát tăng trưởng rất mạnh, nhưng mà những cái doanh nghiệp khác thì có thể là lợi nhuận không được tốt như thế. Tức là tôi nói về cái hình tượng Hòa Phát giống như một doanh nghiệp đang hưởng lợi và đang có một cái kết quả kinh doanh rất là điển hình về sự tích cực trong 2 năm trở lại đây. Thì tương tự như thế thì khi lên thị trường chứng khoán thì là sẽ gặp được cái những cái mặt hàng tốt như vậy, thì
cái biểu đồ cho thấy là người Việt Nam chúng ta đang hấp thụ rất là tốt và đang phân bổ lại cái kênh đầu tư của mình. Thế nên là cái upside của chúng ta trong năm 2021 ấy, thì nó lại mở ra rất là nhiều khi mà dòng tiền nhà đầu tư nước ngoài sẽ sớm quay trở lại. Bởi vì tại sao? Bởi vì chúng ta nhìn thấy là tỷ giá đồng Việt Nam của chúng ta vẫn rất mạnh. Đúng. Và họ chỉ bán và chờ cơ hội để mua mà thôi. Đấy, thế nên là các anh chị cầm hàng yên tâm. Rồi. Nó nói thế là để vui một chút. Nhưng mà chúng ta có thể tham chiếu là nhìn vào cái tỷ giá Việt Nam đồng để chúng ta đánh giá về cái độ ổn định của kinh tế vĩ mô. Bởi vì các anh chị ở đây hoặc chúng tôi ngồi đây có những thông tin tưởng là sớm nhưng mà thực ra chúng ta không biết quá nhiều đâu. Nhưng mà cuối cùng là về diễn biến về Việt Nam đồng, về các chỉ số nó sẽ thể hiện đúng. Và một khi mà Việt Nam đồng vẫn còn đang mạnh hiện tại thì tôi nghĩ là kinh tế Việt Nam là vẫn rất là tốt. Và cái trong thêm giai đoạn 2022 sẽ chứng kiến, tôi dự báo là cái dòng tiền đầu tư nước ngoài sẽ quay trở lại để tích cực đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam nhiều hơn. Và sẽ chứng kiến được cái đà tăng giá trong 2022 nhờ dòng tiền nước ngoài. Rồi như vậy là có mấy điểm anh Hoàng highlight này. Trường thì lúc nào cũng có rủi ro, đúng không? Nhưng mà rủi ro ở đâu thì cơ hội lại đến. Đó, với những người mà hiểu biết và có sự chuẩn bị, đúng không ạ? Một cái điểm thứ hai mà anh Hoàng có lưu ý ở cái điểm này là mặc dù nhà nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khá nhiều trong 10 tháng đầu năm, nhưng bản chất là họ bán, họ chờ đó, chứ không hề rút ra khỏi nước Việt Nam, đúng không ạ? Và để chờ một cái thời cơ để giải ngân lại ở thị trường Việt Nam thôi. Và anh Hoàng tin rằng đây là một cái động lực cho năm 2022. Còn chị Hiền, chị bình luận như nào về cái thị trường chứng khoán Việt Nam đứng ở cái thời điểm này, cơ hội và rủi ro như nào? Hay là tiếp nối từ ý của anh Hoàng? Từ cái ý của anh Hoàng thì em có cái bổ sung, không phải bổ sung, phụ debate lại một chút. Tức là anh Hoàng có vẻ rất khá là lạc quan về dòng vốn nước ngoài. Nhưng mà thực sự là kiểu ở góc nhìn của em thì em cũng không lạc quan đến mức như thế. Vì nhất vì sao là nước ngoài bán ròng ở Việt Nam? Thứ nhất bởi vì ngày xưa thì dòng tiền nước ngoài tìm đến những cái thị trường mới nổi bởi vì cái biên, cái mức độ return cao. Nhưng mà từ đầu năm 2021 đến nay thì chúng ta vẫn thị trường, cái nhóm mà frontier market vẫn lag behind, tức là vẫn ở sau so với nhóm các thị trường phát triển như là Mỹ và châu Âu. Chẳng hạn ngay trong tháng 10 thôi, chúng ta tăng 6% và chúng ta đã hoan hô. Nhưng mà thực ra nhìn chung á, là cái nhóm frontier market tăng chỉ có 4%, trong khi là nhóm developed market là tăng 6%. Có nghĩa rõ ràng là nếu như chúng ta an toàn sẽ phân bổ vào những cái tài sản mà có giá trị hơn. Và cái điểm thứ hai mà mọi người cần lưu ý là developed market và Ấn Độ, ngay cả Ấn Độ hay là Trung Quốc tăng bởi vì chủ yếu là cái làn sóng megatech đầu tư vào những cái cổ phiếu technology, Amazon, Facebook rồi Tesla, chúng ta đâu có, chúng ta không có, cho nên chúng ta chỉ có ngân hàng bất động sản. Như vậy là khi mà allocate cái tài sản thì nhà tư các tổ chức nước ngoài họ đi theo trend mà họ phải allocate vào những cái ngành mà đang hot trên thế giới. Chúng ta nhìn ở chúng ta vẫn thấy là bất động sản, ngân hàng. À, chúng ta không có những cái hàng hóa không có megatech. Thế đó là một cái điểm này làm cho chúng ta kém hấp dẫn hơn so với thị trường chứng khoán thế giới. Thì như thế thì nhà đầu tư nước ngoài sẽ quay lại khi nào? Khi mà cái xu hướng đầu tư trên thế giới đổi chiều, khi mà những cổ phiếu chẳng hạn như về nó thiên về FMCG và những cổ phiếu mà nó mo về cái lợi thế về demography, chẳng hạn như là FMCG này, consumer này, nó quay trở lại trên thế giới. Thì lúc đấy thị trường, các nhà đầu tư quay trở lại Việt Nam vì chúng ta có lợi thế về demography mà. Những cổ phiếu FMCG mà như Vinamilk hay là Kingdo hay là Masan là những công lại trở thành những cái cổ phiếu rất lớn. Đấy, rất là theo trend như thế nữa. Tuy nhiên là nhìn ở cái thời điểm này thì thực sự là về view của em thì khá lạc quan về thị trường. Nhớ cái thời điểm mà lúc mà khoảng tầm tháng 9 chúng ta cũng ngồi ở đây và chúng ta bắt đầu nói là vùng trũng của thị trường là tháng 8, tháng 9, và cái thời điểm này là chúng ta phải bắt đầu view danh mục đi, nhặt cổ phiếu tốt đi. Thì đúng là như thế, đến cái giai đoạn mà quý 4 và quý 1 luôn luôn là những quý tốt của thị trường chứng khoán Việt Nam. Và thực sự là năm nay nó cũng sẽ khả năng nó cũng sẽ là như thế, vì những cái mà xấu
những cái mà khó khăn của chúng ta đã trải qua rồi. Dạ. Phía trước là chúng ta chỉ có những cái mà tốt hơn thôi. Tất nhiên là cũng đâu đó cũng những yếu tố mà unexpected, không bất ngờ, như là về dịch bệnh hay là vaccine chậm hơn, đây là cái đấy nó sẽ ảnh hưởng đến thị trường. Rồi, ok. Chị Huyền vừa highlight cho chúng ta một số cái điểm insight rất là quan trọng ha, đúng không? Về cái hành động của nhà đầu tư nước ngoài thì chị Huyền cũng có bình luận thêm. Họ bán trong năm vừa rồi là có lý do. Thứ nhất là cả cái frontier về emerging market cũng bị kém hơn. Có lẽ là đây là vấn đề do cái vaccine thôi. Phương Tây các thị trường đó người ta lại là sản xuất ra được cái đó nên người ta chủ động được. Còn phần lớn các nước châu Á là chúng ta bị hít mạnh mà, đúng không? Thì cũng có lý do. Và thứ hai nữa là một cái chị Hai Lan mà tôi nghĩ cũng khá đúng là vấn đề về các cái doanh nghiệp trong mảng công nghệ. À, thì Việt Nam mình cũng khá là thiếu, người ta tìm mãi thì thấy FPT thì đi tìm lại cũng khó ha. Rồi ngoài ra thì về thị trường chung thì chị Hiền là tiếp tục giữ cái quan điểm là lạc quan và còn khá nhiều cơ hội. Nó cũng khá giống với cái view mà cách đây một tháng lúc mà cũng đúng các chuyên gia này chúng ta làm cái đi inside hồi cuối quý ba nhỉ, đúng không? Tầm nhìn cho quý bốn. Đã, thì cái view cũng khá là nhất quán đến cái thời điểm như này. Và đúng, chị Hiền có highlight một điểm rất quan trọng mà cái nào tôi cũng lưu ý ha. Mình cũng có khá nhiều cái buổi mà mình chia sẻ với các khách hàng ấy, cũng nói là thông thường về mặt gọi là cái trend ấy là thường quý 4 này và nó kéo dài một cái đoạn rất là tốt đến đầu năm. Đầu năm là lúc mà ra báo cáo tài chính năm thì lúc đó người ta mới chốt lại ở thời điểm đó. Chứ còn lúc này là lúc mà cũng còn khá là ok, đúng không ạ? Rồi, anh Tuấn thì có bổ sung gì thêm ngoài ý của hai chị ra vừa rồi về mặt thị trường? Anh nhìn nhận cơ hội là rủi ro ở cái thời điểm này của thị trường Việt Nam như thế nào? Giả sử chúng ta nhìn trường hợp downside đi, giả sử nếu trường hợp xấu nhất thì thị trường đi vào đâu? Thì nếu như chúng ta nhìn lại cái PB của thị trường, PE đi. Rồi. Nếu nhìn PE thì rõ ràng là nó đang ở trung bình 5 năm, tức là mức khá là rẻ. Tuy vậy thì khi mà nếu chẳng may chúng ta nhìn sang chẳng hạn khủng hoảng thì đôi khi cái E nó biến động rất là mạnh, chúng ta nhìn sang PB thì PB bây giờ đang khoảng 2,6 lần. Mà chúng ta cũng nên nhớ rằng là cái book value của toàn thị trường Việt Nam tăng trưởng đâu đó khoảng 10 đến 15% một năm. Điều đó có nghĩa rằng là nếu như chẳng may có downside xảy ra thì chắc là anh chị chỉ chấp nhận nó giảm nhẹ nhàng trong khoảng cùng lắm là nửa năm đến 6 tháng thôi, là mức 2.6 về khoảng 2.3, 2.4 là khá là rẻ rồi. Thì anh chị để coi như chỉ chờ khoảng 1 năm thôi là ổn định ngay. Nên thành ra là theo quan điểm một tuần thì không phải quá lo lắng về rủi ro. Đó. Nhất là trong điều kiện mà chúng ta nhìn cái lợi nhuận chúng ta tăng trưởng rất là mạnh mẽ, và đồng thời đó là như chị Hiền vừa nói rồi là cái GDP quý ba nó rất là xấu, thế và rất nhiều doanh nghiệp nó bị đóng băng này, đóng cửa vân vân, rất nhiều kiểu rồi, thì nó cái gì xấu nhất đã qua rồi thì cái con đường phía trước sẽ rộng mở hơn rất là nhiều. Rồi, ok. Và là view của các chuyên gia là nói chung là cơ hội vẫn còn khá nhiều ha so với rủi ro. Ở đây chúng ta sẽ có một bạn đặt câu hỏi là thị trường có nóng không? Đây có một số câu hỏi. Bây giờ chúng ta sẽ tập trung giải quyết một số câu hỏi của quý nhà đầu tư liên quan thị trường chung ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ ngay lập tức chuyển qua phần câu hỏi luôn, đúng không? Và giao lưu cùng với nhà đầu tư luôn. Có một nhà đầu tư hỏi là thị trường hiện tại có nóng không ạ? Một cái câu khác cũng tương tự nè. Cho mình hỏi thị trường chứng khoán tăng nóng như vậy thì có thể sẽ điều chỉnh giảm mạnh không? Các nhà đầu tư cần phải làm gì để quản trị rủi ro? Đó, hai câu cũng tương tự nhưng mà trước hết là trả lời là có nóng hay không ạ? Quản trị sao? Từ từ anh để mình trả lời câu hỏi là có bị nóng không đã? Tăng cái nóng không đã? Thực ra nóng hay không là đôi khi mình đổi cái góc nhìn. Tháng trước rồi chúng ta tăng 6% là rất nóng đúng không? Nhưng mà hôm qua mình mới hôm nay đọc báo được thấy là thị trường, một số thị trường mà đang có cái họ có cái net xuất khẩu dầu ấy, như là Kazakhstan tháng vừa rồi họ tăng 25%, Peru họ tăng 9%, thì chắc là họ còn nóng hơn rất là nhiều. Và thêm một cái góc nhìn khác là nếu mà so sánh ở cái mức độ là vừa định giá thị trường và cái mức độ tăng trưởng về lợi nhuận thì chúng ta thị trường cho là rẻ trong nhận so với lại là Indo hay Malaysia hay là Singapore. Để chúng ta đổi góc nhìn như là chúng ta không nóng. Còn cũng có thể là có một điều mà chúng ta cần phải lưu ý là về cái thị trường của chúng ta hiện nay được drive, được kéo bởi chủ yếu là dòng tiền nội địa của nhà đầu tư trong nước. Nó giúp cho thanh khoản cũng như là chỉ số tăng rất là mạnh.
mà cái dòng tiền này đến từ đâu, thì có phải chăng là dòng tiền này đến từ là khi mà các hoạt động sản xuất kinh doanh không được trở lại bình thường, người ta không đầu tư để mở rộng sản xuất, người ta không mở rộng dịch vụ, thì lập tức là cái nguồn tiền nhàn rỗi này chạy vào chứng khoán. Nhưng mà khi mà mọi thứ lại trở nên tốt đẹp ý, kiểu bắt đầu mở rộng nhà máy hay là mở rộng kinh doanh ý, thì dòng tiền này nó có rút lại chạy ra hay là không? Đấy là một cái điểm mà chúng ta cũng cần quan sát để mà có cái khi mà khi chúng ta thấy mọi thứ đều tốt ý, tất cả chỉ số vĩ mô tốt, mà dòng tiền có dấu hiệu mà rút ra, thì đó cũng là nó sẽ làm giảm cái độ tăng trưởng của thị trường chứng khoán, thì đấy là một cái điểm khá là quan trọng. Cái nóng hay không thì rõ ràng là nếu như mà chúng ta ra chợ đen đi vay nóng, vay nóng thì giờ lãi suất nó cũng phải vài phần trăm một tháng đúng không? Thì nếu như mà tháng vừa rồi là tăng đến 6% này, thì như quỹ mở mà tôi đang quản lý thì tháng vừa rồi là tăng 6%, thì cũng có thể nói là tăng rất là nóng. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn dài ra là từ quý 2 đến giờ, tức là 4 tháng đã trôi qua, thì cái quý 3 đến giờ, tức là tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, 4 tháng đã trôi qua, thì 3 cái tháng trước là gần như là thị trường chung là tích lũy và suy giảm. Và nếu như mà nóng thì nó sẽ có một cái chu kỳ là sau khi một đoạn nguội thì sẽ là một đoạn nóng. Thì cái đoạn nguội là quý 3 là thực sự là rất là nguội. Đấy, thì nhưng mà quý 4 này thì tôi đánh giá là sẽ là quá trình hâm nóng trở lại của thị trường một chút. Nhưng mà không quá nóng đâu. Không quá nóng đâu. Thì bởi vì đã có một cái quý 3 vừa rồi là chúng ta tích lũy với cả nhóm ngành banh là chúng ta đang có một cái mức độ chiết khấu từ 15% cho đến 20% thị giá so với cả quy định của các ngân hàng, là có một cái bước lùi để có cái chiết khấu rủi ro về nợ xấu của nền kinh tế, thì là nó không nóng với cả ngành banh. Nhưng mà rõ ràng là khi nóng chơi mới vui đúng không? Đầu tư mới thích. Còn nguội quá thì lại không, các anh chị sẽ đi tìm một kênh đầu tư nóng khác để mà đầu tư thôi. Thế nên là khi mà thị trường khoán còn đang nóng thì tôi nghĩ đấy là một tin tốt cho tất cả chúng ta ngồi đây đang tham gia cái buổi hôm nay, thì nóng là tốt. Cảm ơn tôi. Ok, như vậy là quan điểm của hai chuyên gia là cũng chúng ta phải nhìn kỹ vô như nào là nóng nữa, đúng không ạ? Thì nói chung là tóm lại ý của hai chuyên gia là chưa hề nóng, mà xét dưới góc độ là mình đánh giá hơi nóng nhưng mà view tăng trưởng ở phía sau. Thực ra là trong suốt cái giai đoạn vừa rồi là các cái thị trường như kiểu Mỹ là nó đã vượt đỉnh, quay trở lại và vượt đỉnh hết rồi, Việt Nam mình là bị chậm sâu chứ, đúng không? Anh Tuấn bình luận nào, bổ sung gì thêm không? Vâng, thì cũng như anh Hoàng thôi, chúng ta nóng là nóng ở góc độ tuần hay nóng góc độ ngày, nóng góc độ giờ, ví dụ thế. Thì chúng ta có nhiều loại nóng lắm. Nếu như mà nóng theo góc độ ngày thì có thể là cũng đang nóng, hay là tuần cũng có thể đang nóng, nhưng mà chúng ta nhìn trong 3 tháng thì thị trường cả 3 tháng qua chúng ta đang đi ngang mà, đâu có vấn đề gì là tăng nóng đâu. Với lại thứ hai nữa, dòng tiền vẫn luôn luôn vận chuyển. Ví dụ anh chị có thể đang bị nhìn zoom in vào cái ngành bất động sản chẳng hạn. Anh chị nghĩ rằng là thị trường đang nóng, nhưng mà đôi khi các ngành khác thì nó lại đang có cơ hội chúng ta mua. Đó, thì về cơ bản thì nếu nhìn chung thị trường thì tôi nghĩ rằng là chưa hề nóng, bởi vì nhìn trong chu kỳ một quý 3 tháng qua là đi ngang. Rồi. Ok, như vậy là view chung của các chuyên gia là ở thời điểm này không hề gọi là bị coi là tăng nóng gì quá đáng cả ha, đúng không? Ok, bây giờ chúng ta sẽ chắc là các quý đầu tư là cũng bắt đầu hỏi khá nhiều câu cụ thể vào các cái view ngành rồi, cho nên là cái ý vừa rồi của anh Tuấn chúng ta sẽ dẫn vào luôn cái phần thứ ba, đúng không? Là phần về các ý tưởng đầu tư nhé. Đây là phần mà chắc là các nhà đầu tư quan tâm nhất đây. Đầu tiên á, là cũng nhắc lại một chút cho các quý nhà đầu tư là cái cách tiếp cận của VNREX là chúng ta không phải chỉ là đơn thuần là cái chuyện giao dịch chứng khoán trong ngân hàng, mà cách tiếp cận cho các quý nhà đầu tư là chúng ta đầu tư vào, chúng ta quản lý tài sản, chúng ta thay một tháp tài sản cho nó vững chắc, đúng không? Thế thì cho nên là bây giờ các chuyên gia nhé, lúc mà chúng ta đưa ra ý tưởng chúng ta cũng nên nhìn trên hai cái vector. Một cái vector là đâu là những cái nhóm ngành, những cái cơ hội mà có thể giúp các nhà đầu tư xây được cái tài sản tăng trưởng bền vững mà có thể là còn nhiều năm trong tương lai. Và cái vector thứ hai là ngắn hơn, tức là cụ thể là cho năm tới này 2022 nó sẽ như thế nào. Đúng, tôi nghĩ là có lẽ ở thời điểm này chúng ta nhìn 2022 là được rồi, vì là gần như là thời điểm đến cuối năm chỉ còn là 2 tháng thôi, chúng ta nhìn luôn cho 2022 luôn, đúng không? Rồi thì trong cái báo cáo gần nhất của
trung tâm phân tích của chị Hiền và team thì cũng đã đưa ra một số gợi ý như này, thì tôi cũng xin đáp ứng lại rất là nhanh thôi để các chuyên gia có thể bình luận thêm nha. Thì có bốn cái chủ điểm đầu tư và từ đó mình có thể biết ra một số cơ hội. Thứ nhất là khi mà nền kinh tế mở cửa lại thì cái tiêu dùng trong nước nó sẽ phục hồi, đúng không? Thì một loạt các cái doanh nghiệp trong cái mảng ngành về food and beverage, đúng không? Rồi bán lẻ này kia vân vân. Đấy, thì anh chị có thể thấy cái gợi ý ở đây một số cái candidate, ví dụ như là MCH, BNJ, VRE, KDC vân vân ha. Cái thứ hai á, là cái giá hàng hóa được dự báo tiếp tục duy trì ở mức cao trong năm tới. Đấy, thì có một số cái nhóm trong nhóm ngành dầu khí, và cụ thể là trung tâm phân tích đã ra một cái báo cáo có thể nói là rất sớm về nhóm ngành dầu khí rồi. Và nếu mà nhà đầu tư nào đọc báo cáo đó mà tham khảo cũng đã được khá nhiều cái hiệu quả trong thời gian vừa rồi, đúng không? Thứ ba, chủ điểm thứ ba là câu chuyện phát triển hạ tầng sẽ là tiêu điểm trong các năm tới. Đây là cái chủ điểm mà chúng ta đã vừa thảo luận trong cộng đồng vĩ mô rất là nhiều rồi. Điều này có một loạt cổ phiếu luôn, đúng không? Ví dụ như là trong nhóm về làm hạ tầng như FCN, hay là trong nhóm hạ tầng hàng không như ECV, đúng không? Hoặc là bất động sản khu công nghiệp như là KBC, PHR. Cũng tình cờ là hôm nay là hai cái mã cổ phiếu này cũng tăng rất là mạnh. Cái này mà. Rồi là công bao CVDS ha. Rồi cuối cùng là chị Hiền và team tin rằng là chúng tôi tin rằng ngân hàng là đại diện tiêu biểu phản ánh của kinh tế Việt Nam. Mặc dù là hiện tại là nhóm ngành ngân hàng vẫn bị chê là khá yếu, chưa hút được dòng tiền. Nhưng mà chúng tôi vẫn tin rằng là có những cái ứng cử viên như là Techcombank, ACB sẽ là những cái kênh có thể đầu tư rất là tốt trong 2022. Đó, thì tôi xin đáp ứng lại một số cái chủ điểm như vậy. Thì xin được phép hỏi các panelist của chúng ta. Thế thì chúng ta có bình luận gì các chủ điểm này không? Hoặc là chúng ta có thể có cái view độc lập riêng, chúng ta có thể bổ sung thêm, đúng không? Hoặc là ở thời điểm này, mình thấy được là top những cái nhóm ngành nào, những cái cổ phiếu nào sẽ là những cái mà hấp dẫn trên rất nhiều khía cạnh cũng như là cái định giá này, thì chắc là phần này xin mời anh Tuấn trước. Hiện lúc nãy có anh chị rất là thích cái mảng bất động sản ấy, chỉ cần muốn chia sẻ thêm một chút về bất động sản trước. Thì trong ngành bất động sản thì tức là chúng ta đang nói cơ hội 2022 trước nhé, còn cái cơ hội mà chung dài hạn thì chắc là mình sẽ nói sau. Ok. Thì trong ngành bất động sản thì trong lần trước, buổi chia sẻ trước thì Tuấn cũng hình như cũng nói đến, không biết là có nói trong buổi này hoặc là nói trong các rất nhiều buổi, là trong ngành bất động sản thì Tuấn luôn luôn ưa thích những doanh nghiệp mà có quỹ đất sẵn sàng cho thuê, tức là trong ngắn hạn. Thì lúc đó Tuấn có rất là yêu thích SSC. Tuy vậy SSC đã tăng khá là nhiều và đỉnh lợi nhuận nó là quý 2 2021. Điều đó có nghĩa rằng là nếu chúng ta cầm SSC thì chúng ta chỉ trông chờ đến hết quý 4 này là chúng ta nên out, thì nó sẽ hợp lý hơn. Còn trong trung dài hạn thì PHR là trong năm nay ấy, là họ bị gặp rất nhiều vấn đề về vướng mắc tại tỉnh Bình Dương, thành ra là khiến cho họ không cấp được các dự án mới. Chính vì thế nên câu chuyện của PHR sẽ bắt đầu từ 2022 trở đi. Nên PHR Tuấn rất đồng ý quan điểm đây, tức là một doanh nghiệp khá đáng theo dõi trong thời gian tới, tức là 2022. Đó thì đó về bất động sản công nghiệp. Một ngành nữa mà Tuấn rất là yêu thích trong cái giai đoạn tới đó là ngành như Tuấn vừa chia sẻ, đó là cái phần về cước vận tải biển ấy, nhiều khả năng sẽ giảm như Tuấn vừa chia sẻ lúc ban đầu đó. Thì trong đó thì những công ty mà về thủy sản là những công ty đã bị hit rất là nặng, tức là bị tác động rất là nặng nề trong giai đoạn vừa qua, như kiểu ba tại chỗ này, rồi một cung đường hai điểm đến, mà họ bị gặp rất nhiều rủi ro. Và nếu chúng ta đọc báo cáo của các ngành doanh nghiệp thủy sản ấy, thì họ cũng cái lợi nhuận họ bị hit rất là nặng. Thì điều đó có nghĩa rằng là thời gian tới thì một là cái giá cước vận tải biển nhiều khả năng sẽ giảm này, hai nữa là họ đi từ đáy đi lên này. Thì điều đó Tuấn nghĩ rằng là các doanh nghiệp thủy sản rất đáng theo dõi, thì trong đó có FMC và ANV là hai doanh nghiệp Tuấn rất là yêu thích, đặc biệt là ANV khi mà họ gia nhập thêm vào thị trường Mỹ này, họ tăng được công suất này, rồi họ giảm được thuế, đúng không? Đó, tức là họ rất nhiều cái catalyst đi kèm vào đó. Đấy là về doanh nghiệp về thủy sản. Còn đương nhiên thì các doanh nghiệp khác Tuấn vẫn yêu thích, ví dụ như là Hòa Phát, như Techcombank, thì họ vẫn có câu chuyện riêng của họ. Ví dụ Hòa Phát vẫn là câu chuyện của đất nước Việt Nam khi mà mình chiếm lĩnh cái phần miếng bánh của Trung Quốc để lại, hay của Techcombank là họ văn hóa năng động rất là mạnh mẽ. Thì đó là một vài cái gợi ý của Tuấn về cái team đầu tư thời gian tới. Rồi trong lúc các chuyên gia chia sẻ, vì cái phần này là do cái tính chất quan trọng của nó ha, nên là các nhà đầu tư lấy sổ ra để chúng ta ghi chép lại cho nó cẩn thận các ý tưởng này ha. Hoặc cái chỗ nào mà mình không vẫn có cái quan điểm khác ha, thì các quý nhà đầu tư cứ việc gửi câu hỏi ra, mình sẽ
chuyển lời đến các chuyên gia để chúng ta làm cho nó thật rõ ràng, đúng không? Ý là như vậy ha. Rồi, như vậy là anh Tuấn vừa đề xuất là nhóm bất động sản công nghiệp này, và trong đó có BHR, hôm nay BHR cũng tăng rất mạnh, đúng không ạ? Triển vọng 2022 nhưng mà dòng tiền thông minh người ta đi sớm rồi, đúng không ạ? Thủy sản thì có FMC, ANV, ngoài ra còn có thêm một số cái câu chuyện khác, ví dụ như là HPG hay Techcombank. Ok. Rồi, bây giờ xin mời thêm bình luận của anh Hoàng. Ngoài cái gợi ý của chị Hiền và chị Tâm Research, hoặc là anh có bình luận gì thêm không? Đúng là chị Hiền và team đã viết ra một cái báo cáo rất là chi tiết và gợi ý cho nhà đầu tư những cơ hội mà tôi cũng đồng tình đến 80%. Như vậy là quan trọng nhất là 20% còn lại, ý là hỏi như nào ha, chúng ta sẽ khai thác. Thì tôi rất là chú trọng vào cái mảng ví dụ cái kênh đầu tư, thứ nhất là đầu tư công, bởi vì là cái tháng trước của chúng ta nói chuyện với nhau là về cái gói kích cầu, tháng này chúng ta lại nói về cái gói tài khoá. Thì xuyên suốt vẫn là cái đầu tư công, thì đầu tư công thì nó sẽ giúp cho doanh thu của tất cả những cái công ty trong cái chuỗi giá trị đấy là đều tăng trưởng. Ví dụ như là 2025 phải hoàn thành Long Thành thì 2022 phải làm xong nền móng, phải xong đền bù giải phóng. Đấy, thì những cái công ty làm nền móng, ví dụ như FCN chẳng hạn, rất là tốt. Và sau đấy là những công ty xây dựng, những cái gói thầu trong cái đầu tư công đó. Đấy là về cái kênh đầu tư công. Cái thứ hai là về cái giá tài sản tăng, thì tôi cũng rất thích những cái doanh nghiệp mà có quỹ đất hình thành từ một giai đoạn trước đây, khoảng từ 3 năm cho đến 5 năm, thậm chí là 10 năm thì là càng tốt. Thì những cái doanh nghiệp về những cái bất động sản mà có những cái quỹ đất hình thành từ lâu, ví dụ như là Phước Hòa, ví dụ như là Nam Long, Khang Điền, những cái tên rất là quen thuộc, đúng không? Tháng trước chúng ta nói rồi, tháng này chúng ta lại nói, nhưng mà nó vẫn cứ tăng. Thì mà chúng ta vẫn thấy là những cái điểm tốt đẹp nó vẫn đang ở trước mặt, thì chúng ta điểm lại để đầu tư cùng nắm rõ. Đấy là về bất động sản. Ngoài ra thì có về cái 20% còn lại mà chúng tôi muốn đề cập, đấy là cái năng lượng tái tạo, sạch, năng lượng sạch, thì nói chung là sạch đi, năng lượng sạch. Có những cái nó cũng chưa không phải là tái tạo, nhưng nó vẫn sạch hơn, cleaner hơn. Cũng lại là tôi lại xem thời sự, tôi thấy cái đợt gần đây là Thủ tướng Phúc đi sang EU thì Thủ tướng gặp không có đi sang, ở nhà thôi, nhưng tham dự COP 26 là sang EU thì gặp Thủ tướng Anh, thì có một cái câu là hãy tập trung, tức là muốn gợi ý cho Việt Nam là hãy tập trung vào cái năng lượng tái tạo. Thì những cái doanh nghiệp này thì tôi cũng đang để ý và cũng nghĩ là đây là một cái cơ hội rất là lớn cho doanh nghiệp trong cái mảng năng lượng tái tạo này. Thì bản thân bên chị Hiền cũng có một cái báo cáo rất là chi tiết về năng lượng sạch, mà tôi nhớ là vừa tháng trước, đúng không? Đấy, thì nhưng mà tôi lại hình như là chưa thấy ở cái highlight trong cái này. Có mà. Thế nên là nhưng mà chưa đưa đâu, chưa đưa vào. Nó không phải là một cái team chính, tại vì nó là cái ngành. Thì đấy là cái 20% khác biệt. Nhưng mà bản thân cũng là dựa trên cái báo cáo mà chị Hiền và team đã từng biết là năng lượng tái tạo. Thì có rất nhiều doanh nghiệp như đấy, có thể nói về RE này, về Hà Đô, về BCG hay là về Trung Nam. Đấy là một cái khách hàng rất là lớn của VN Direct lần này. Thì đấy là một cái team mà tôi cũng đang rất quan tâm. Đấy, ngoài ra thì về giá cả hàng hóa thì có dầu khí hay bất động sản như vừa mới nói. Anh Tuấn cũng nói rất là kỹ rồi. Đầu tư công rồi và ngân hàng. Ngân hàng là huyết mạch nền kinh tế. Tất cả những cái dòng chảy vốn đều thông qua ngân hàng. Và ngân hàng đang chờ đợi những cái hướng dẫn cụ thể về việc trích lập nợ xấu dự phòng do ảnh hưởng Covid, ảnh hưởng sâu rộng đến 97 triệu dân, gần 100 triệu dân Việt Nam. Thì khi mà có những cái hướng dẫn cụ thể và những cái chính sách rõ ràng và quan trọng là chúng ta sẽ có thêm thời gian để các ngân hàng tích lũy cái phần lợi nhuận. Bởi vì chúng ta ngồi đây là đều biết là mỗi ngày là các ngân hàng đều tạo ra rất là nhiều lợi nhuận, từ vài chục đến vài trăm tỷ đồng một ngày. Đó, thì khi mà có thêm thời gian tích lũy, và ngân hàng đã tích lũy từ tháng 7 đến giờ rồi,
cần thêm đâu đó khoảng 1-2 quý nữa thôi, thì là cộng với cả những cái chính sách hướng dẫn nợ xấu rõ ràng hơn thì bản thân ngành ngân hàng cũng là một cơ hội đầu tư rất là tốt. Ok, cảm ơn cái phần bổ sung của anh Hoàng ha. Anh Hoàng có highlight ra thêm một chút về câu chuyện đầu tư công, nó có cái lộ trình khác nhau. Thì hồi nãy trên cái file chỗ này cũng nhân tiện thế thì cũng xin cập nhật cho các nhà đầu tư luôn một chút này. Đây, trong cái lộ trình mà đầu tư công nhé, trước mắt trong vòng quý 4 với lại năm sau ấy, anh chị nhìn vào đây sẽ thấy này nè, trong cái gói đầu tư công ấy nha, 2021 và nửa đầu 2022 là chuẩn bị giải phóng mặt bằng đền bù, đúng không? Cho nên tại sao mà nói đến cái đó, chắc là đất đai nó chạy trước đó, và có lý do nha. Với lại thêm một cái nữa là cái hồi nãy có một cái số liệu ở đây mình cũng có trích lại để chia sẻ với các nhà đầu tư ấy. Đây này, là nếu mà ta chiếu theo cái tiến độ giải ngân đầu tư công các địa phương thì mới thấy là phần lớn các tỉnh phía Nam là nó rất là ít, là nó đẩy mạnh vào đó. Cho nên tại sao mà người ta cứ lấy xung quanh khu Đồng Nai, Bình Dương, Hồ Chí Minh và Rịa Vũng Tàu, hầu như là các doanh nghiệp xung quanh khu vực đó thì cũng lại rất là nhiều. Ok nhé. Rồi tiếp tục về mặt tiến độ thì đây cũng cập nhật luôn lại một chút để anh chị nhìn thấy này. Chứ cũng không hẳn là nó tăng vì điên hay như nào đâu, đúng không ạ? Đều có lý do hết. Giai đoạn 2022 và 2023 đó là tập trung thực hiện dự án. Đó, mình để ý thêm cái tiến độ cho phần này nha. Rồi, chị Hiền có bổ sung gì thêm về cái ý tưởng đầu tư cho năm 2022 về dài hạn hơn? Thực ra thì hầu như chúng ta ở đây đều đồng ý với nhau là thị trường sẽ tốt. Và khi thị trường tốt thì hầu như các ngành đều tăng. Nhưng mà mình pick ra những cái ngành nào mà đang có cái định giá hấp dẫn, không phải có cái tăng trưởng nó tốt hơn những ngành khác thôi. Còn hạn như là ở trong này thường lúc nào research hay có một cái lắng cấn là so sánh giữa ngân hàng và bất động sản, ngành nào hơn ngành nào, chẳng hạn như ngành nào là dòng tiền sẽ tập trung vào đâu. Thì lúc mà research ra cái báo cáo vào tầm giữa năm á, lúc mà đầu tháng 7 á, thì có nào ý là trong cái team cuối cùng là research pick bất động sản thay cho ngân hàng. Thì bây giờ nó cũng đúng như thế. Và nhưng mà đến thời điểm này thì research correct lại một chút là thì research pick ngân hàng thay cho bất động sản. Bởi vì sao? Định giá ngân hàng nó đang hấp dẫn rồi. Đang tương đối hấp dẫn, nên mà chúng ta mua vào và chúng ta cái downside risk của chúng ta thấp. Và thêm cái hai nữa là những cái gói mà kích thích kinh tế như chúng ta vừa đề cập đến ý, thì đôi khi là không biết là lan tỏa đến doanh nghiệp nó ra sao, nhưng mà ngân hàng là được hưởng lợi trước tiên, đúng không? Thì đấy nên là ngân hàng là một cái tiêu điểm mà nhà đầu tư cũng nên consider trong thời điểm này. Về ngắn hạn thì em cũng đồng ý quan điểm với lại anh Hoàng với lại Tuấn ở đây. Dài hạn hơn một chút, nhìn sâu hơn một chút thì có hai cái nhóm ngành mà nhà đầu tư cũng nên lưu tâm. Thứ nhất là cái nhóm năng lượng sạch như anh Hoàng nói, thì nó không chỉ đến từ là nội tại là chúng ta cần có nhu cầu phát triển về năng lượng, mà nó còn có đến từ là hiện nay là cái làn sóng mà đầu tư của các quỹ đầu tư ESG ấy, Environment, Social and Government, nó đang tăng rất là mạnh. Môi trường, xã hội và quản trị, đúng không? Người ta giải thích qua tiếng Việt. Nhưng mà nói chung là ESG thì cái quỹ này nó được raise fund trên toàn thế giới, và cái mức độ thu hút nó rất là cao, cũng như là cái mức mà cost of fund, cái chi phí vốn của những cái nhóm quỹ này nó rất là rẻ, và họ đi tìm những cái dự án hay là doanh nghiệp mà liên quan đến sạch hơn, xanh hơn để mà họ đầu tư. Thì trong khi đó Việt Nam là một cái điểm đến khá là hấp dẫn đối với cái nhóm đầu tư này. Thì đến lúc đó thì những cái định giá mà của nhóm các doanh nghiệp mà có cái tỷ lệ mà liên quan đến năng lượng sạch ấy, nó sẽ trở nên đắt đỏ hơn, chứ nó không có rẻ như thời điểm hiện tại nữa. Một cái nhóm ngành thứ hai mà mọi người cũng tương đối lãng quên trong thời gian gần đây là cái nhóm F&B, là nhóm consumer. Chúng ta có rất là nhiều tên tuổi rất là lớn, và lợi thế của chúng ta là có một, như lúc nãy mình có nói là quy mô về mặt dân số, thì đấy là một nhóm mà có thể nói là luôn luôn là được, luôn luôn là có tăng trưởng ổn định qua hàng năm. Tuy nhiên là trong thời gian vừa qua là khi mà những cái hào quang của những nhóm bất động sản công nghiệp nó sáng quá và nó che lấp bất hào quang với nhóm consumer này, thì cái định giá của nhóm này hiện tại nó rất là hấp dẫn nếu mà so với định giá chung.
của thị trường. Thì chúng ta rõ ràng chúng ta có thể tích lũy với một cái mức là đao cái rủi ro giảm giá khá là thấp tại thời điểm hiện nay. Đấy là cái view dài hạn. Về cái ngành này thì tôi cũng xin phép có cái ý kiến là nó cũng hơi tương đồng với cả cái việc tích lũy 3 năm và tăng cho 1 năm. Thì nó hay giống như tại vì doanh nghiệp mà khi mà ví dụ như Vinamilk đúng không? Tức là 5 năm trở lại đây là vốn hóa gần như là không thay đổi. Thế nhưng mà định giá của Vinamilk đã giảm từ PE là trên 25 lần, bây giờ xuống còn đâu đấy là thấp hơn chiết khấu so với cả VN-Index. Tức là đã có một cái dư địa cho một doanh nghiệp quy mô với vốn hóa hàng đầu, hiệu quả cũng thuộc giảm hàng đầu. À, nhưng mà định giá lại đang thấp hơn VN-Index. Thì đâu đấy cũng bắt đầu là có những cơ hội để đầu tư giá trị vào Vinamilk hay là vào QNS, vào MCH. Đó là những cái doanh nghiệp. Số cái tên tuổi lớn, Kinh Đô, Thinh Long. Ok, rồi như vậy là tổng hợp lại từ ba chia sẻ là chúng ta cũng và kết hợp thêm với cái báo cáo mà nãy mình vừa mới chia sẻ lại cho nhà đầu tư để tóm tắt lại, thì chúng ta cũng có khá nhiều cái ý tưởng về ngành cũng như là các cổ phiếu cụ thể cho năm sau rồi, đúng không ạ? Và tôi cũng rất là thích cái cách tiếp cận của chị Hiền như là các chuyên gia, tức là mặc dù là trong lúc này dòng tiền nó đi vào những cái hot trend sẽ cái đâu đó những cái nhóm ngành khác bị lãng quên và có định giá rất hấp dẫn thì sẽ là cái dư địa rất lớn năm sau. Ok, bây giờ đã có khá nhiều câu hỏi của các nhà đầu tư hỏi xung quanh đến cái chủ đề về ngành và cổ phiếu rồi. Tôi xin được phép giao lưu với các quý nhà đầu tư ở cái phần này ha. Ngành thép liệu còn hấp dẫn để đầu tư không ạ? Câu hỏi cần ha. Tôi nghĩ cũng dễ trả lời. Rồi, mời Hoàng. Về ngành thép thì đây là một cái ngành mà là ngôi sao của năm 2020 cũng như là nửa đầu năm 2021, và cái doanh nghiệp đại diện của ngành là Hòa Phát. Thì bản thân ngành thép nói chung là bị cái tính chu kỳ, tức là giá thép lên và giá thép lại xuống, nó khác bất động sản là giá đất chỉ lên không đi ngang, giá thép là có thể là lên xong là điều chỉnh, thì người ta cũng sẽ bị lo ngại, nhất là trong bối cảnh mà nếu mà nguồn cung quay trở lại ồ ạt của Trung Quốc tăng mạnh sau cái Thế vận hội mùa đông này. Tức là Thế vận hội mùa đông là Bắc Kinh là phải giảm cái lượng khí thải CO2, dẫn đến là những cái nhà máy thép mà thải ra nhiều CO2 với công nghệ cũ là hậu sẽ phải ngừng sản xuất. Nó dẫn đến là cái nguồn cung thép toàn cầu là giảm. Và kết hợp với cả cái chính sách đầu tư công, đúng không? Chúng ta nói về đầu tư công, các nước đầu tư công rất là nhiều thì nhu cầu về thép xây dựng hạ tầng rất là cao, thì giá thép nó tăng rất là mạnh trong năm nay, thậm chí là duy trì ở mặt bằng này trong năm sau. Thì ngành thép là luôn xứng đáng để đầu tư, và nhưng mà nên chọn những cái công ty có kế hoạch thứ nhất là vay nợ vừa phải, tỷ lệ nợ nó không quá cao so với vốn chủ sở hữu, và có kế hoạch dòng tiền bù đắp sớm trong vòng 3 năm chẳng hạn, đấy là có thể yên tâm đầu tư, và có kế hoạch xây nhà máy mới, ví dụ như Hòa Phát xây nhà máy mới để tăng sản lượng bây giờ 8 triệu tấn lên 12 triệu tấn trong 13 triệu. Có thể là 13 triệu tấn trong khoảng 3 năm nữa, hiện nay 2024 đó, 3 năm nữa thì những cái doanh nghiệp như thế có kế hoạch tăng trưởng sản lượng nhà máy mới và cái dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trong 3 năm hoặc 5 năm là có thể bù đắp phần nào đến hơn 50% cái giá trị xây dựng của nhà máy mới đó, là chúng ta có thể yên tâm đầu tư đó. Về ngành thép thì tôi quan điểm vậy. Chị Hiền có quan điểm khác không? Thực ra thì về cái giá cả hàng hóa commodity nói chung vẫn có xu hướng là neo ở mức cao trong quý này và đến quý 1 năm sau. Thế đó là những cái ngành kể cả vừa cả thép vừa cả dầu khí rồi những ngành liên quan đến commodity thì ít nhất còn dư địa cho đến trong khoảng 1-2 quý tới. Nhưng mà đấy là thực sự là những cái ngành mà commodity lúc nào chúng ta cũng có trong trạng thái là ngắn hạn, rất là khó nhìn cái bức tranh dài hạn đó. Nên là nếu mà dài hạn thì chỉ có một số ngành mà lúc nào có mức cái tăng trưởng đều và ổn định thôi. Tức là ta tầm nhìn 1-2 quý tới thì cái dư địa vẫn còn đó. Trong một cái lần chia sẻ thì Tuấn muốn chia sẻ với cả các anh chị nhà đầu tư ấy, đó là chúng ta hãy suy nghĩ về cái super cycle commodity, tức là siêu chu kỳ hàng hóa. Thế nguyên nhân của siêu chu kỳ hàng hóa thường đến từ là nó ba lý do.
Lý do thứ nhất đó là giá commodity cũng thấp trong nhiều năm. Lý do thứ hai đó là cái việc tức là có lý do điều kiện đủ ấy, đó là từ việc là có những kích thích kinh tế của các nước xảy ra. Một điều kiện nữa đó là chính sách tiền giá rẻ. Thì ba yếu tố đấy kết hợp tạo ra một cái chu kỳ siêu chu kỳ. Thì chúng ta hiện tại là Trung Quốc hay châu Âu hay là Mỹ đang là chính sách động lực chính, đó là Go Green. Thành ra là chừng nào cái Go Green này còn chưa kết thúc thì chừng đó là giá commodity sẽ khó mà giảm được. Đó thì trong trường hợp thế thì tôi nghĩ rằng là ít nhất chúng ta nhìn trong 6 tháng tới là chưa có dấu hiệu của việc giảm chi tiêu công trong cái việc Go Green, đặc biệt là châu Âu. Bây giờ châu Âu đầu tư công cho xây dựng hạ tầng ấy nó rất là khủng khiếp luôn. Đó thì tôi nghĩ rằng là ngành thép vẫn là ngành rất đáng theo dõi. Mặc dù Hòa Phát thì đến tận 2023, 2024 mới nâng được công suất cơ, nhưng mà do việc mà Trung Quốc giảm công suất và họ dự kiến là giảm thải carbon là dài hạn đấy, thành ra là việc Hòa Phát sẽ chiếm được cái miếng bánh dần dần của trên thị trường quốc tế thì khiến cho giá thép khó giảm. Thì trong đó thì Tuấn nghĩ rằng là từ giờ đến ít nhất là đến hết quý 1 trong năm, Hòa Phát là một cổ phiếu đáng để đầu tư. Rồi, ok, cảm ơn review của Tuấn cũng như là các anh chuyên gia. Chứng khoán, ngân hàng, thép đã phát hành cổ phiếu tăng vốn một lượng rất lớn trong những tháng trước, do đó dư địa tăng giá trong thời gian liệu có còn mạnh nữa không? À, nãy giờ ngành chứng khoán cũng chưa thấy các chuyên gia đề cập gì mấy nhỉ? Chúng ta nói về chứng khoán nhưng mà lại không nói về cổ phiếu ngành chứng khoán đúng không? Đúng rồi. Đấy, thì các chuyên gia có bình luận gì không? Về ngành này thì quan điểm của tôi là nhìn vào cái chart, cái biểu đồ của anh Quang là mỗi một tháng là bây giờ chúng ta có hơn 100.000 tài khoản rồi. Tức là định hình lại cái kênh đầu tư, đúng không? Tôi nhắc lại quan điểm rồi. Thì đơn giản như thế, tức là nếu như mà phát hành thêm nhưng mà các chủ doanh nghiệp dùng đồng tiền đó mà kinh doanh không hiệu quả thì rõ ràng là cổ đông là người bị thiệt hại. Nhưng mà quay lại, nếu như mà chúng ta đưa tiền cho các chủ doanh nghiệp mà chủ doanh nghiệp lại có kế hoạch kinh doanh hiệu quả thì chúng ta nên đưa, và nên, nhưng mà cũng phải có niềm tin nữa, đưa và có niềm tin thì và kiểm chứng những niềm tin đấy. Thì nó sẽ hiệu quả nếu như mà cả hai cái mệnh đề đấy nó đều đúng. Tôi nghĩ là trong quá khứ là nó đã đúng rồi thì khả năng tương lai là cũng khó xa, nên là cổ phiếu ngành chứng khoán, bất động sản, nếu như mà tăng vốn thì hoàn toàn là hợp lý. Chúng ta phải nói đến cái hiệu quả sử dụng vốn, và cái này chúng ta phải go back lại, tức là quay ngược trở lại trong lịch sử là doanh nghiệp người ta dùng hiệu quả sử dụng vốn của người ta như thế nào. Tăng mỗi lần tăng như thế thì nó có đẩy cái lợi nhuận hay là đẩy các chỉ số nó tốt hơn hay là không, thì lúc đấy là chúng ta mới đánh giá được là cái việc tăng vốn này nó có, và chúng ta có nên mua thêm để chặn anh như anh Hoàng nói thì gửi tiền cho cái doanh nghiệp đấy hay là không. Và đúng là chẳng hạn như là tăng vốn thì nó sẽ vô tình nó tạo ra cái áp lực là về nguồn cung trên thị trường nó nhiều. Nhưng mà nếu mà doanh nghiệp sử dụng cái đồng vốn đấy có hiệu quả thì rõ ràng là nó chỉ tăng thêm lợi nhuận của cổ đông. Ví dụ như vừa rồi là một cái ví dụ nha, điển hình là VNX đi. Đúng không? Chúng ta vừa tăng vốn xong mà cái nhu cầu rất lớn, đúng không ạ? Cho nên là cũng phát sinh từ cái nhu cầu đó thôi, rất là thực tế. Đó là nhu cầu thực tế từ thị trường của nhà đầu tư này. Thì ok, đây còn rất nhiều câu hỏi của nhà từ đây, chúng ta giao lưu thêm chút nhé. Anh chị đánh giá thế nào về tương lai ngành logistics? Ngành logistics thì quan điểm của Tuấn là như vừa nãy chia sẻ, đó là giá cước nhiều khả năng sẽ tải. Đó nên thành ra là nếu như mà thuần logistics thì Tuấn nghĩ rằng là thời điểm này mà chúng ta mua mới thì nó cái lợi nhuận trên rủi ro nó không hấp dẫn. Đó. Còn ngược lại, nếu như chúng ta nhìn ở những doanh nghiệp mà có cảng, thì những doanh nghiệp nào mà có cảng mới và khả năng lấp đầy công suất rồi họ nằm trong cái chuỗi liên minh giao vận ấy, thì những doanh nghiệp đấy vẫn rất là ok. Như kiểu SGP là một doanh nghiệp khá đáng để theo dõi thời gian tới. Còn Demandev thì cái doanh nghiệp, cái câu chuyện về Demandlink ấy nó đã khá rõ ràng rồi, thì cái dư điện không còn nhiều. Tuy vậy thì Demandlink nó vẫn có giai đoạn 2, thì chúng ta cần phải chờ tiếp cái giai đoạn 2 dự kiến thực thi khi nào, thì khi đó chúng ta vào, chúng ta mua mới vào thì nó sẽ an toàn hơn. Đó. Ok,
có một câu giữa cho ngành dầu khí này, giữa PVF và PVD, mình tiềm năng PVD hơn, có phải do giá dầu cao nên giá thuê vàng khoan cao, nhưng giá dầu cả neo ở quanh trên 40, trên 80 trong quý 4 không? Chị Hiền có view gì về ngành dầu khí? So sánh doanh nghiệp này, thực ra thì mỗi doanh nghiệp nó có một cái lợi thế nhất định, và cái này nó thực sự là thị trường họ rất thông minh mà thể hiện hết qua cái đợt tăng giá vừa qua. Là vì sao là tăng giá vừa qua thì PVD tăng mạnh hơn PVF, nhưng mà những cái lúc mà thị trường giảm ấy, những cái lúc mà lúc mà giá dầu giảm mạnh ấy, thì PVF vẫn neo ở mức rất là ổn định, vì thực ra là cái business của họ, cái model business model của họ rất là diversify và làm nhiều cái dịch vụ liên quan. Và thực ra cái độ mà cứ gọi thường gọi từ là gọi exposure là liên quan đến giá dầu của họ ấy, là thấp hơn so với các doanh nghiệp khác. Cho nên nếu mà chúng ta suy nghĩ là giá dầu vẫn tăng thì PVD là cái sự lựa chọn hợp lý hơn. Và thêm một cái thông tin nữa là về cái giá mà cho thuê giàn khoan. Thực ra là giá cho thuê giàn khoan họ cũng có một cái thị trường riêng, và đôi khi là cũng không phụ thuộc vào giá dầu đâu. Thì những năm trước ấy, mặc dù giá dầu cao nhưng mà cái thị trường mà cho thuê giàn khoan nó khá là cạnh tranh, thì là cái dư cung, nguồn cung nó rất là cao, cho nên là cái giá thuê giàn vào thời điểm đấy nó không hấp dẫn. Nhưng mà thời điểm này sau khi mà trải qua một cuộc khủng hoảng thì đâu đó là các đối thủ cạnh tranh của PVD có thể nói là cũng bớt đi dần, nhiều doanh nghiệp và cho thuê giàn họ cũng phải tái cấu trúc, phải giải thể. Cho nên là cái sự cạnh tranh của PVD trong cái thị trường hiện tại trong khu vực ấy, nó bớt đi. Và cái PVD có khả năng là trúng được nhiều gói thầu hơn, cũng như là cái giá cho thuê giàn khoan nó tốt hơn. Thì đấy là hai cái yếu tố kép mà giúp cho PVD gọi là tốt hơn, là tức là có thể là tại thời điểm hiện tại tốt hơn PVS. Nhưng mà bản chất PVS họ không phụ thuộc vào giá dầu, cho nên là chẳng hạn như năm sau chẳng hạn, khi nhỡ giá dầu có những cái cú mà crack như thế nào đấy, thì rõ ràng PVD họ vẫn là chống cái sự chống PVS thì là cái sự chống chịu của họ tốt hơn. Ok. Cho em hỏi anh Tuấn về KBHR và triển vọng tháo gỡ các dự án Bình Dương. PE bao nhiêu là phù hợp với BHR, và mảng cao su BHR thì em thấy cũng đang tăng tốt. Cảm ơn. PHR ấy thì thứ nhất đó là theo nghị định mới của không biết là của chính phủ hay của không nhớ lắm chính xác là của ai, nhưng mà đại loại về xem lại, đại loại như là với những diện tích cao su mà từ 220 trở xuống thì chỉ cần đến tỉnh quyết là xong, còn những dự án mà trên 220 lại phải đến tầm thủ tướng. Thì trong trường hợp như thế thì với câu chuyện của PHR thì họ vừa có anh Mai Hữu Tín vào tham gia thành viên hội đồng quản trị, và anh ấy chịu trách nhiệm lo cái phần chạy cho cái dự án 220, tức là anh ấy chạy cái dự án 220 trước, và bên PR chiếm đâu đó hình như là 51% này phải, tức là còn lại là của bên các công ty của anh Mai Hữu Tín thì phải. Đó thì cái dự án đấy sẽ chạy trước, thì tức là sang năm, và với việc công ty tư nhân như kiểu anh Tín thì nhiều khả năng là anh ấy đã có cái kinh nghiệm đấy rồi. Và thứ hai nữa là cái PR năm vừa rồi là họ bắt đầu giảm cái trích khen thưởng phúc lợi. Ngày trước là họ thường trích khen thưởng phúc lợi tận 20%, mà bây giờ họ giảm đến 0%. Thì điều đó có nghĩa rằng là họ đang tư nhân hóa dần dần hơn, và điều đó có nghĩa rằng là cái tiền nó sẽ chảy về cái túi cổ đông nhiều hơn. Và trong trường hợp như thế thì 2022 sẽ là năm rất là tốt cho PHR. Rồi sau đó thì hết triển vọng 2022 thì họ sẽ triển khai tiếp 3 dự án bất động sản công nghiệp nữa và quy mô rất là lớn. Họ đã bắt đầu xin cái chương trình từ 2021 này rồi. Đó, nhưng mà như Tuấn vừa nói là do 2021 này là bị tác động của chính trị của bên tỉnh Bình Dương đang có khá nhiều sai phạm. Thành ra là câu chuyện PR phải từ 2022 trở đi nó mới rõ ràng được, và chúng ta phải chắc phải chờ qua quý 1. Ít nhất phải chờ quý 1 thì mới có sự bùng nổ rõ ràng trong kết quả. Ok, cảm ơn câu trả lời của Tuấn. Có một nhà đầu tư hỏi là cái điểm mua của MCH thì các anh chị lưu ý nhé, ở đây là cái chia sẻ về quan điểm đầu tư trên các ngành và cổ phiếu cơ bản thôi. Còn điểm mua điểm bán á, thì anh chị có thể tham gia vào cái chương trình gọi là nhịp đập thị trường, và từ 4 giờ đến 5 giờ hàng ngày của các chuyên gia Việt Đức. Đúng rồi, thì lúc đó sẽ chia sẻ cụ thể các anh chị về điểm mua điểm bán vào đá ha. Cũng quá giờ cũng 15 phút rồi, nhưng cũng còn rất nhiều câu hỏi thì chắc là mình sẽ chọn một vài câu còn lại nữa thôi nha, trước khi chúng ta sẽ hai câu đáp lại.
Anh chị có thể chia sẻ về ngành bán lẻ nói chung, Mobile World và FRT nói riêng không? Xin cảm ơn. Đối với cả câu chuyện ngành bán lẻ thì như của FRT về thế giới động ấy, thì đặc biệt là chúng ta biết là cái gần đây nhất là Tuấn có xem một chương trình gọi là sóng và máy cho em. Thì Việt Nam mình đâu đó đang thiếu khoảng 1,5 triệu máy tính cho trẻ em để học. Và song song với đó thì sóng cho trẻ em thì có rất nhiều. Thì trong trường hợp thế thì nếu chúng ta nhìn theo câu chuyện đấy, chúng ta sẽ ra được là những doanh nghiệp nào mà đang bán thiết bị điện tử như là laptop ấy, sẽ được hưởng lợi, đúng không ạ? FRT hay là thế giới động cũng là một trong những cái câu chuyện đấy, mặc dù là câu chuyện đóng góp ở trong thế giới động không quá nhiều. Câu chuyện thế giới động chúng ta cần phải nhìn nhiều hơn vào cái bách hóa xanh. Và bách hóa xanh thì tôi tin rằng là do sau cái đợt dịch này thì cái số lượng người biết đến bách hóa xanh nó nhiều hơn và họ có thể tham gia vào cái câu chuyện đấy. Thì cái định giá của, nếu chúng ta nhìn cái định giá của thế giới động gồm có mảng di động và điện máy, là nếu tính PE khoảng 15 lần lên đi thì nó, rồi chúng ta cộng thêm mảng bách hóa xanh thì ra vốn hóa của thế giới động đi, thì khi chúng ta lấy cái lợi nhuận của bách hóa xanh và di động là khoảng 6.000 tỷ, bởi vì năm ngoái lãi lỗ khoảng mất 2.000 tỷ mà, thì nhân 15 lần lên là khoảng 90.000 tỷ rồi. Thì đâu đó là chúng ta đây đang mua cái công ty thế giới động và được gần như được free cái chuỗi bách hóa xanh. Thì tôi nghĩ rằng là cái công thế giới động là khá là hấp dẫn. FRT thì câu chuyện nó sẽ hơi bị phiêu lưu hơn và chúng ta cần phải chờ đợi thêm nhiều thông tin nữa về chuỗi Long Châu. Còn giá của FRT bây giờ không còn rẻ nữa. Khi mà vùng khoảng 30 thì tôi nghĩ rằng rất là rẻ, với P/S nó đâu đó chỉ còn 0,2 đến 0,3 lần. Nhưng bây giờ P/S nó đâu lên khoảng 0,4, 0,5 lần rồi thì nó không còn rẻ nữa. Thì FRT thì chúng ta cần phải theo dõi thêm với Long Châu. Tức là chúng ta cần phải nhìn forward hơn, còn cái beta của FRT nó không còn lớn. Ok, có một chắc một câu nữa nhé. Anh nói về VHM, VHM tốt, sao giá cổ phiếu không tăng như cổ phiếu khác trong ngành bất động sản nhân cư? Cảm ơn. Về Vinhome đúng không? Cái ngành này là các chuyên gia đều đồng thuận là giá đất tăng này, cổ phiếu tăng này. Đúng là Vinhome là nó bị cái trạng thái là giá đất tăng, dự án tốt, book lợi nhuận khủng, nhưng mà cổ phiếu không tăng. Thì tôi nghĩ là nó là do tính chu kỳ, cái hiện tượng đấy là do tính chu kỳ. Và nước ngoài họ đang có nhu cầu tái cấu trúc danh mục. Thế tuy nhiên thì nếu như coi như đầu tư vào Vinhome giống như bạn đầu tư vào một chuỗi dự án, tức là bạn đầu tư một cái dự án bất động sản ở đâu đó, thì các bạn cũng không bao giờ tính toán là lướt mua tháng này bán tháng sau. Đấy, thì nếu như mà tiếp cận với Vinhome là giống như mua dự án, thì các bạn mua năm nay để nhìn năm sau 2022 thì tôi tin là sẽ chiến thắng. Nên nhưng mà trong ngắn hạn là có thể là nó chưa bộc lộ vào cái diễn giá cổ phiếu. Nhưng mà nếu mà có cái nhìn dài hơn về cái chu kỳ về đầu tư dự án bất động sản, thì Vinhome tôi tin là sẽ chiến thắng. Với tầm nhìn dài hạn và kiên nhẫn thì sẽ ok đúng không ạ? 1-2 quý trở lên, mà tốt nhất là 1 năm trở lên. Đó, tức là tôi hỏi về Techcombank thì hồi nãy anh Tuấn cũng đã đưa ra quan điểm rồi. Ok, bây giờ mình sẽ có một cái tương tác giao lưu bình chọn một chút nhé. Các nhà đầu tư chuẩn bị lấy cái điện thoại của mình ra, mình sẽ hướng dẫn cho các anh chị một chút cái này. Có một cái khảo sát cùng với nhau một chút ha. Chúng ta ngồi đây cũng tham gia. Đúng rồi, chúng ta cũng cùng tham gia luôn. Sau đó các chuyên gia sẽ bình luận cái lựa chọn của các nhà đầu tư. Đã, chúng ta sẽ mở cái trang web www.menti.com nhé. Và sau đó tức là anh chị lấy điện thoại và vào 3G. Đó. Trang web là www.menti.com và gõ cái code là 9110 7528. Đúng không ạ? Thì cô từ đợi tí. Cái đó là cổ phiếu hay ngành nhỉ? Cổ phiếu luôn rồi đúng không? Ba cổ phiếu đầu tư trong 3 tháng. Top 3 cổ phiếu. Top 3 cổ phiếu. Và tháng cuối năm cho năm tháng trước. Tháng trước rồi đúng không? Mình sửa lại tí xíu ạ, cho nó ấy luôn, 2022 đi. Rồi. Cho nó nhìn nó thoáng ra nha, đúng không? Tổng 6 tháng tới chẳng hạn nhé. 6 tháng tới đi. Từ 6 tháng tới nhé. 6 tháng tới. Em
đây để gỡ lại cốt ạ. Cốt là 9110 7528 ạ. Đây để mình gửi qua cái room chat cho các anh chị luôn ha. Đúng rồi, đã các gửi cái đường link rồi đấy ạ. Vâng vâng, đúng rồi, đây rồi. 6 tháng tới anh chị nha, top 3 cổ phiếu đáng đầu tư 6 tháng tới. Mình sẽ chụp cái này lại và gửi lại cho chưa cô tiếp theo anh chị em chúng ta nha. Submit xong mà vẫn thế nhỉ? Có lên mà lên. Chắc là nó giới hạn là submit một lần. Ý là nó không chuyển sang câu tiếp theo. À, nhưng như vậy nó bị chậm, nó bị chậm. Nhưng mà trên màn hình này mình chưa có. Đây trên màn hình này nó hiện này, mình đã nhìn thấy này. Hiện tại. Em đang sau màn hình khán giả. Các lựa chọn đang nhiều nhất là VHM, Hòa Phát và Techcombank, Mobile World, FPT, KBC, BHR. Đó, những cổ phiếu mà đang được chọn nhiều này, đó là VHM này, Techcombank này, Hòa Phát này, KBC, VND nữa nha. Rồi, các đầu tư tham gia khá nhiều rồi nha. Bây giờ để mình dừng lại mình hỏi các chuyên gia ở đây một chút đã, các bạn đầu list ra. Chúng ta có bình luận gì về top 3 này không? Các bạn nào biết có thể hoặc là in line với những cái nhưng mà trùng khớp với những cái mà chúng ta cũng bình luận lại. Không, chúng ta nói khá nhiều đúng không? Nhưng bây giờ chúng ta rút lại top 3 xem nào. Tôi nghĩ đó là câu hỏi khá quan trọng. Nếu mà bây giờ chọn top 3 thì anh Hoàng sẽ chọn cổ phiếu gì nè? Tức là bật mí cái câu trả lời đúng không? Không không, anh tự nói cái của anh thôi. Cái của khán giả là không cái biết trả lời của mình. Chúng ta so sánh thôi. Top 3 của anh là gì? Cho năm 2022. Tôi chọn là nói thế này có ảnh hưởng gì không? Không ảnh hưởng gì. Quan điểm của mình personally mà cái gì đâu. Tôi chọn là Fecon, BCG và DXG. Rồi, FCN này từ từ nha. DXG gì nữa? Và BCG. BCG. Rồi, đó là lựa chọn của anh Hòa. Top 3 của anh Hòa ha. Top 3 của chị Hiền. Em chọn là Vinamilk, VHM và VND. Vinamilk, VHM, VND. Rồi. Anh Tuấn, top 3 của anh Tuấn là gì cho 2022 nào? Sau năm tới trước đi, sau năm tới. Sau năm tới được, sau năm tới được. Thiên Tuấn thêm theo hướng gọi là ANV. ANV. VHR. VHR. Hòa Phát. Còn nếu nhìn cả 2022 thì thêm Techcombank. Techcombank. Đấy đáng ra là phải được chọn 5 hoặc là 7 thì không, chọn 3 thì nó ít. Mình nói top 3 cho nó giống như kiểu phải suy nghĩ rất là kỹ á, hiểu không? Đấy thì riêng cái gợi ý này là cũng đã có tập hợp lại là cũng khá nhiều idea hay rồi. Và để đối chiếu với bình chọn của các nhà đầu tư thì nhé. Nhà đầu tư cho đến giờ là các cổ phiếu mà được chọn nhiều nhất này thì vẫn là VHM, HBG và Techcombank vẫn là nhiều nhất. Nhưng mà cũng nổi lên có mấy cổ phiếu mà cũng được chọn nhiều này là có KBC, BHR trong cái dòng bất động sản khu nghiệp, VND cũng là được chọn trong dòng chứng khoán này, BNJ trong ngành bán lẻ này, Nam Long, wow, tăng đến đây mà vẫn được bình chọn trong này ha. Rồi, ok, đây là top cổ phiếu nhé. Thế thì nó còn một câu của nhóm ngành nữa nhưng mà thì nói chung cổ phiếu rồi thì thôi là, lấy tổng cổ phiếu thôi. Nó cũng thể hiện lúc này chúng ta nói về bốn nhóm ngành. Đúng rồi. Các, như vậy là bây giờ chúng ta tổng hợp lại ha. Cũng quá giờ khá nhiều rồi cho nên ta xin phép mình được ra bắt lại luôn về cái chiến lược đầu tư trong thời gian tới ha. Đầu tiên là về vấn đề vĩ mô thì cái nền vĩ mô cũng khá là ổn và có câu chuyện nổi bật ở cái giai đoạn này đó là cái gói kích thích hậu Covid với một cái quy mô khá lớn, mặc dù là mọi người cũng có ý kiến là đang trình thôi nhưng mà các chuyên gia đều cho rằng là cái xác suất mà để mà thực thi cái đó là điều gần như là rất là chắc chắn rồi, chỉ là con số bao nhiêu mà triển khai lúc nào thôi. Đặt ra thêm một cái vấn đề nữa là có lạm phát hay không, đúng không? Thì chị Hiền cho rằng là trong một cái nền rất thấp năm nay thì năm sau lạm phát có thể cao hơn,
Nhưng mà tuy nhiên thì cũng có thêm một quan điểm của anh Hoàng bổ sung vào là nó chỉ là vấn đề ngắn hạn của cái gap giữa cung và cầu thôi. Khi cái vấn đề đã giải quyết thì lạm phát nó là ok. Và chị Hiền cũng có mở ra một cái kịch bản là nếu mà các cái phân tích về các cái giá thành phần trong đó mà nó lại giữ ở mức ổn á, thì lạm phát vẫn sẽ là ok, đúng không ạ? Về thị trường chứng khoán thì các chuyên gia đều khá là tự tin và nhất quán quan điểm với nhau là cơ hội trong cái tương quan cơ hội và rủi ro thì ở cái mặt bằng này, ở cái giai đoạn này thì cái cơ hội cho thị trường chứng khoán còn rất là nhiều, hơi nóng nhưng mà vẫn rất nhiều cơ hội, vẫn rất nhiều cơ hội, đúng không? Nếu mà chọn là cơ hội. Về cái ý tưởng đầu tư thì ngoài một số cái nhóm ngành mà trong cái báo cáo chi tiết mà sau cái này sẽ gửi lại, các anh chị có thể theo dõi trên cái trang dstock.com.vn của VNRec thì cũng đều có post cái báo cáo chiến lược đó để anh chị sẽ tham khảo thêm, và các chuyên gia cũng bổ sung thêm các cái ý tưởng của mình, cũng như là tôi cũng có hỏi thêm cái câu chốt cuối cùng là top 3 là nó thể hiện cái view rất là tổng quát của các chuyên gia này rồi. Nếu mà các anh chị lắng nghe kỹ thì chúng ta có thể ghi chép lại, và đây là một cái gợi ý tôi thì là khá là ok. Thực ra tôi cũng rất thích ngành thủy sản đấy, nhưng mà anh Quang chỉ cho ba công ty là... Thì thế thì vấn đề là chọn tất ba là để mình cân nhắc và mình lựa chọn, hiểu không? Nãy quá anh Quang nói. Rồi. Ok, thì tôi tin là cái thảo luận của chuyên gia hôm nay cũng phần nào giải quyết được cả cái thắc mắc của các anh chị, cũng như là có một cái định hướng cho chúng ta trong thời gian tới. Và xin thay mặt đội ngũ VNREC là chân thành cảm ơn các quý nhà đầu tư đã dành thời gian tham gia và trao đổi rất nhiệt tình với các analyst của chúng ta. Chúc các anh chị sẽ có một cái giai đoạn đầu tư thành công rực rỡ trong thời gian tới. Các cái câu hỏi mà chưa các chuyên gia chưa kịp trả lời nhé, thì mình có một cái gợi ý như này, đó là cái video clip này sẽ được record lại và up lên cái kênh YouTube là VNREC Official. Thì mong các anh chị là chúng ta hãy đặt cái câu hỏi trên cái kênh YouTube đó, thì tôi sẽ liên lạc lại với các chuyên gia để giải đáp cho chúng ta. Thì không biết là ban analyst có sẵn sàng hỗ trợ các nhà đầu tư không? Ok ha, mọi người đều đồng ý quan điểm này ha. Rồi, xin tạm biệt các nhà đầu tư và hẹn gặp lại vào tháng tới ha. Chúng ta sẽ lại cập nhật tình hình nhé. Tạm biệt các hy vọng những thông tin trên sẽ giúp quý vị có một quyết định đầu tư chính xác. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của VNDirect. Và hãy bấm nút chuông để nhận thông báo mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.